Alo, mọi người nghe rõ không ạ? Dạ vâng, nghe thôi, nghe giờ nghe nè. Dạ nghe rõ ạ. Vâng. Mình chia sẻ màn hình này. Thế bây giờ mình bắt đầu. Hơi mất thời gian một chút thì bây giờ thôi không sao, sẽ cố gắng nhé. Thì hiện cái vấn đề chia sẻ này của mình ấy, thì bây giờ hiện tại thì nó cũng chưa được hoàn hảo lắm, bởi vì thứ nhất là bây giờ mình cũng đang còn bận bận cái việc mà triển khai cái sản việc sản xuất cũng như là nghiên cứu ứng dụng. Song song với đấy thì mình vẫn đồng thời chia sẻ như hôm nay. Đồng thời chia sẻ như hôm nay thì cái việc chia sẻ này thì đúng ra là cái nó sẽ được có những cái giáo trình cũng như là các thứ, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có thời gian, nên vì vậy là mọi người có thể cố gắng là khắc phục một chút nha. Thì bây giờ là mình bật cái màn hình này lên. Cái buổi buổi thứ nhất của chúng ta ấy là cái buổi thứ nhất của chúng ta là cái buổi mình đã diễn ra rồi, thì chỉ là giới thiệu tổng quan này. Về thế thì mọi người đều, mình cũng đã up cái buổi đấy lên trên YouTube, trên cái kênh YouTube của mình rồi. Thì hôm nay là đến cái buổi thứ hai, chúng ta sẽ cố gắng là đi về cái bản chất và các cái cơ chế của cái đất hóa đá nhé. Thì nếu mà thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái buổi thứ hai, nội dung buổi thứ hai này. Thì cái buổi này thứ nhất là đầu tiên là mình sẽ nói cái giáo trình, cái nội dung này thì mình cũng mới làm gọi làm tạm thôi, nên là mọi người cố gắng là theo. Cái này là chúng ta cái tinh thần là chia sẻ miễn phí và chia sẻ cùng chia sẻ, nên là cố gắng là sẽ cùng khắc phục và làm sao mà thực ra cái việc chia sẻ này là nó rất là tốt, bởi vì hiện tại cái công nghệ đất hóa đá nó chưa được phổ biến rộng rãi, nó do một số cái hạn chế nào đó nên nó chưa được ứng dụng, được chia sẻ nhiều. Nó chỉ ứng dụng ở trong một số cái ứng dụng như là làm đường hay là một số cái công nghệ mà người ta yêu cầu chuyển giao. Thì bây giờ mình sẽ còn với cái sản phẩm, cái công nghệ này là mình cũng đã tiếp cận và đã ra một số cái sản phẩm, ra một số cái sản phẩm thí nghiệm thành công rồi, nên là bạn mọi người yên tâm là cái này là mình là hoàn toàn những kiến thức bổ ích. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói sơ qua về xi măng Portland, tức là cái xi măng hiện nay chúng ta đang dùng ấy. Tại vì chúng ta đã nói sơ qua về nó để chúng ta có một cái sự từ là một cái cơ sở đấy, chúng ta sẽ bước tiến lên một cái nó thân thiện hơn, đó là về cái xi măng, về cái xi măng bê tông đất. Thì xi măng Portland ấy là nếu đây thì mình đây là cái xi măng Portland là một cái chế phẩm, một số cái sản phẩm kết quả của một cái quá trình nung, đúng không? Cái quá trình nung nhiệt độ khoảng hơn 1400 độ của đá vôi, 90% đá vôi. Đây là mình bật cái tài liệu đây lên. À đây. Đây. Những tài liệu này sau này mình sẽ chia sẻ trên cho mọi người có thể hiểu. Và còn đây, cái này thì nó nằm ở trên cái trang web của mình các cái bài viết này. Cái này thì mình cũng tài liệu mình tham khảo thôi. Thì cái xi măng hiện tại, cái bê tông hiện tại chúng ta đang dùng ấy là nó là một cái nó gọi được gọi là clanke, đúng không? Đây, mình mở cái tài liệu đấy lên đây. Thì mình sẽ làm theo, mình sẽ nói qua các cái tài liệu của để mọi người thông cảm chút nha, để bây giờ chúng ta đang bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái xi măng và bê tông Portland là một cái xi măng mà chúng ta đang dùng rất là phổ biến trên hiện nay, và nó rất là mạnh mẽ và nó rất nhiều cái ưu điểm, nhưng ngoài ra nó có một số cái nhược điểm, nên là chính vì thế là chúng ta cần phải bổ sung, cần phải tìm hiểu thêm một số cái công nghệ mới khác hơn, như là cái hôm nay chúng ta chia sẻ.
thì cái bản chất của cái xi măng, cái bê tông Portland mà chúng ta đang dùng đấy là một phát minh của người Anh, đúng không? Phát minh vào thế kỷ thứ 17. Nó bằng cách nung 10% đất sét với 90% đá vôi. Đá vôi mọi người nên nhớ là đá vôi nhé. Đá vôi rất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Ở phía Nam thì phía Nam thì ở miền Trung thì có xi măng như là Sông Danh, phía Nam có xi măng Hà Tiên là một số nơi mà có. Nhưng mà chủ yếu là miền Bắc Việt Nam thì đá vôi là CaCO3 cộng với 10% đất sét, là đất sét là thì chúng ta sẽ người ta sẽ nung lên 1450 độ ra một cái chất gọi là clanke. Đấy, thì cái công thức này đấy là cái này thì chúng ta lấy sơ qua đây để chúng ta hiểu về đấy. Sau đó đem người ta đem nghiền mịn. Khi mà nghiền mịn ra thì nó đã sẵn sàng để mà có thể hóa cứng rồi. Mà khi mà cho nước vào là nó có thể là cứng lên, và sau đó người ta trộn với cát đá thì thế là tạo nên một cái bê tông mà hiện nay thì rất là chúng ta hoàn toàn là ai cũng đã chắc chắn là đã biết. Thì đây mình nói sơ qua về cái bê tông Portland là như thế. Thì cái bản chất của nó là cũng nó đã được hoạt hóa, tức là khi người ta đã nung lên clanke là 1450 độ là nó đã được hoạt hóa. Hoạt hóa là gì? Hoạt hóa tức là người ta đã nó đã được hoạt động, mà thay vì nó là một cái chất trơ mà không chất trơ mà không có phản ứng, thì bây giờ hoạt hóa tức là nó đã sẵn sàng để mà có thể là kết dính. Chỉ khi mà cho nước vào là nó kết dính. Thì cái đây hoạt hóa, người ta hoạt hóa bằng nhiệt. Hoạt hóa bằng nhiệt nhá. Thì sau này khi mà còn cái bê tông chúng ta là có cái cơ chế hoạt hóa khác, hoặc là hoạt hóa bằng hóa chất, tức là còn kia là hoạt hóa bằng vật lý là nhiệt. Đấy khi đấy ok, bây giờ sơ qua về bê tông Portland. Bây giờ chúng ta sang cái buổi nội dung thứ hai là cái kiến thức cơ bản về đất sét. Kiến thức cơ bản về đất sét. Đất sét thì bây giờ chúng ta có thể vào wiki nha, đất sét. Thì đất sét là thế này, đất sét mình nói sơ qua thôi. Bây giờ bị thời gian chúng ta bị mất một chút thời gian rồi mà. Đất sét là một cái giống như bây giờ chẳng dừ là đất sét nó sẽ chiếm là một chiếu trong đất tạp của chúng ta ấy, là nó luôn chiếm từ thành phần nó chiếm từ 20 đến 90 đến 1% là đất sét. Nói chung là tất cả trong các loại đất thì nó đều chiếm nó cũng có khoảng 20% là đất sét. Đấy. Thì sau này chúng ta có thể là có một số cách hướng dẫn để có thể lọc hay là có thể là khai thác làm sao mà từ đất tạp chúng ta ra đất sét. Còn thay vì chúng phải đi mua thì chúng ta có thể khai thác tại vườn tại chúng ta. Thì thường là đất sét là cái gì? Đất sét là một cái nhóm khoáng vật là đây này, các bạn nhìn kỹ cái chỗ này nhá. Silicat nhôm xi này. Silicat nhôm tức là trong cái thành phần của cái hạt sét này, hạt sét là một cái hạt mà nó đường kính rất là nhỏ là 2 micromet, tức là rất là siêu nhỏ. Thì cái bản chất nó thay vì là cái hạt cát hay hạt đá thì nó rất là to đúng không? Còn hạt sét thì rất là mịn, rất là nhỏ. Nhưng mà bình thường chúng ta sẽ không phân biệt được nó bởi vì là nó bị cứng trong những cái cục thành những cái cục đất. Và khi mà chúng ta hòa tan trong nước ấy, thì nó tan trong nước, đấy là chính là những cái thành phần cái hạt sét đấy nó đang lơ lửng, nó tan ra, nó có đường kính rất là nhỏ. Đấy. Thì sau này là chúng ta để mà làm cái hóa cứng đất này chúng ta cần phải dùng cái hạt đất sét siêu mịn như thế này để hóa cứng đất. Thì cái thành phần của cái đất sét này ấy là nó đất sét nó có bốn cái nhóm chính. Đây các bạn nhìn trong đây là cái nhóm thứ nhất là cao lanh này, các bạn có thể vào wiki này lên. Thứ nhất là cao lanh này, đất cao lanh này. Thứ hai là monoromit, và còn hai cái nhóm cuối là hai nhóm nó ít hơn. Thì thông thường là nói chung là cứ là đất sét đất tạp thì chúng ta có khoảng 20% là đất sét, giả sử thế. Và trong đất sét thì người ta phân ra làm một số cái nhóm chính, nhưng mà thường là có hai nhóm chính là nhóm cao lanh đây, và thứ hai là nhóm mono. Nói chung là cái khi mà đấy, nhưng còn hai cái nhóm sau là nhóm ít hơn. Thì cái khi mà chúng ta làm việc là chúng ta làm việc với cao lanh thì nó có hai loại nhá, cao lanh trắng hay là cao lanh màu. Thì màu của do cao lanh màu thì nó do một số cái thành phần của do đất màu, tại màu là do cái thành phần của khoáng chất hay do một số cái kinh chất hữu cơ hay tạp chất nó tạo ra màu thôi. Còn cao lanh là cao lanh là đất cao lanh trắng hoặc cao lanh màu thì đều được gọi là cao lanh. Cao lanh là khi mà đất là cao lanh thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn đủ để có thể là phản ứng với hóa chất và để hóa cứng đất.
còn đất là đất cái đấy, đất cái thành cây thứ hai này là mình gọi là bentonite, đúng không? Bentonite đây. Nói chung là bây giờ đất sét nó có đại loại là bây giờ mình có hai cái nhóm chính là cao lanh và bentonite, đúng không? Mọi người nhớ như thế. Cao lanh và bentonite. Bây giờ mình ghi lại này nhá. Ghi lại trong cái đây. Đất. Mọi người ghi lại là đất sét này có hai nhóm chính này. Đất sét có hai nhóm chính này. Là cao lanh và bentonite. Ok nhá. Thì cái đất bentonite này thì nó không phản ứng là không sử dụng được trong cái việc mà trộn với hóa chất để có thể là hóa cứng đất. Đấy, và cái bentonite này thì cần phải xử lý. Thì nhưng mà còn nếu mà là đất cao lanh thì có thể là đất cao lanh là có thể dùng luôn được trong cái việc hóa cứng đất bằng hóa chất này. Thế mọi người nhớ nhá. Ok, cao lanh thì có thể sử dụng để hóa cứng đất. Mọi người nhớ ghi nhớ nhá. Thì sau này thì có cái việc là phân biệt, cách để phân biệt, cách để thử nghiệm đất nào là cao lanh. Hay không, đúng không? Mọi người đã nắm được cái này chưa nhỉ? Khi mà đất tạp của chúng ta sau một quá trình chúng ta lọc, sàng lọc mịn để tạo ra một cái lượng đất sét, lọc ra một đất sét, thì cái đất sét này chúng ta có thể là thử nghiệm làm sao mà nó có phải là cao lanh hay không. Cao lanh thì không phải là cao lanh trắng như mọi người, hay là cao lanh thì có thể là cao lanh trắng hay cao lanh màu là do những cái tạp chất hay khoáng chất cũng như là các cái chất hữu cơ nó tạo nên màu. Còn cái thành phần hóa học của nó thì là tương tự như nhau. Còn đương nhiên là cao lanh trắng thì nó là cao lanh dòng, tức là nó thuần và nó tinh khiết hơn. Còn cao lanh màu này nó sẽ bị pha một số tạp chất. Nhưng mà nói chung là cái thành phần, cái tính chất của các cái phân tử hoặc là ion trong cái hạt cao lanh đấy là nó tương tự như nhau và nó có thể sử dụng để hóa cứng đất. Đấy, mọi người nhớ nhá. Nếu mà có mọi người thấy nó thì mọi người cứ tiếp tục, còn nếu mà thấy nó có đang có cái gì cần ấy thì mọi người bật mic và có ý kiến với mình nhé. Thử nghiệm thì bây giờ là mình sẽ nói về cái thử nghiệm. Ok, để mình bật. Thì đây cái đấy mà mọi người nhớ nhá, đó là đất cao lanh, là cao lanh thì có thể là cao lanh trắng hoặc là màu. Ok nha. Thì bây giờ là để mà chúng ta để có thể thử nghiệm được, thì cái thử nghiệm này thì mình sẽ nói sau, chi tiết sau nhé. Bây giờ mình đang nói sơ qua, còn sau này đến cái phần chi tiết để mà có thể là giải quyết, để có thể là tiến hành cái quy trình để làm việc hay là những cái công thức, thì mình sẽ hướng dẫn cái cách để thử nghiệm làm sao để biết là đất cao lanh hay không. Đấy, thì bây giờ là kiến thức cơ bản với đất sét là chúng ta nhớ là nó có hai nhóm chính là đất cao lanh và đất bentonite. Và hạt đất sét là những hạt rất là mịn, từ hai rất là nhỏ, siêu nhỏ. Đấy, và quá trình là đất sét có thể là nằm trong, nó có thể là những cái mỏ đất sét hoặc là nó là trong các đất, hầu hết các đất tạp thì đều đã chứa ít nhất là 20% đất sét rồi, nên chúng ta có thể là dùng đất sét tại vườn bằng cách chúng ta lọc bằng các cái kỹ thuật lọc thì mình sẽ nói sau, mình sẽ hướng dẫn sau. Tôi không rõ là cái ghi âm nó có lưu ghi được hay không. Thế bây giờ mình sẽ nói sang cái bản chất của sự hóa đá đất nhá. Cái này thì bây giờ mình sẽ dựa vào các cái tài liệu thôi, tại vì mình chưa không có đủ thời gian để tổng hợp và để tạo nên một cái mạch của cái giáo trình của mình, nên là mình sẽ nhảy qua nhảy lại các cái tài liệu của các cái giáo sư và các cái
nhà nghiên cứu của Việt Nam đã có. Thì đây 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 mình có đưa lên website. Thì cái bản chất của cái hóa đá đất này ấy, là đây về đây mình bây giờ vẫn sẽ ở cái kiến thức về đất sét nhá. Mình sẽ bật lên cái tài liệu này để mọi người thấy được cái hình ảnh trực quan của đất sét. Đây. Đây là những cái hình ảnh mà người ta phân tích trong kính hiển vi và những cái mô phỏng những cái. Nói chung là hạt đất sét nó là một cái nó là cái hợp chất, nó là một cái chất mà nó bao gồm hai thành phân chính, đó là khoáng là nhôm và silicat. Đây bạn, các bạn nhìn đấy nha, thành phần chính của hạt sét đó là hai phần alumino và silicat này. Silicat là công thức hóa học là gì nhỉ? Là SNiO2. O2 còn alumino là còn nhôm đấy. Đấy đấy. Thì công thức biết là cái chất, cái hợp chất nào mà cứ miễn là cái hợp chất nào mà không chỉ là đất sét mà là cứ có cái hai thành phần là nhôm và silicat này. Nhôm là một cái hợp chất cái oxit nhôm thôi. Đấy. Cái này là kiến thức về hóa học các bạn nhá. Nên là đây, nhưng mình chỉ mình nói cơ bản chứ mình không có nói chuyên sâu hàn lâm, nhưng mà đại loại là các mọi người cứ nhớ là trong cái thành phần của đất sét là nó có hai cái lá. Còn cái gọi là cao lanh, cái cao lanh là đất, gọi là đất sét hai lá. Cao lanh là sét hai lá. Hai lá tức là hai cái ion mà nó gắn nó dính với nhau ấy là lá nhôm. Hai lá là lá nhôm. Đây mình nói một cách kiểu dân dã thôi, bây giờ mình không đi sâu vào cái hàn lâm nhôm và lá silicat. Đó. Đúng không? Còn bentonit là ba lá. Bạn có hiểu đơn giản như thế nhá. Mọi người hiểu đơn giản. Thế khi mà bentonit ba lá là một cái hạt đất sét mà khi mà người ta soi kính hiển vi lên là nó có ba cái phân tử thì nó sẽ không đây. Đây nói chung là đây những cái kiến thức lần hàng đây thì có thời gian mọi người nếu mà ai đây này alumini silicate này mọi người sẽ tìm hiểu sâu, nhưng đại loại là còn khi mà nếu nó là hai lá là lá nhôm mà là và lá silicate, cái này là kiến thức cơ bản mọi người cố gắng nắm được. Và kiến thức cơ bản học, nhưng mà cũng là một kiến thức để mình phải nhớ được cái này để sau này mình sẽ là hiểu được cái bản chất của vấn đề là lá nhôm và lá silicat. Đấy, thì nếu là đất sét cao lanh là nó cái thành phần chính của hạt sét cao lanh nhé, nó có hai lá là tức là hai cái phân tử nó dính với nhau ấy là nhôm và silicat. Còn nếu mà đất bentonit nó là ba lá thì nó sẽ không tạo ra cái ấy được, tạo ra cái bê tông đất được. Thì mọi người sẽ nhìn cái hình ảnh đây cái này thì đây mọi người nhìn cái hình ảnh lá nhôm mà lá silic chưa, trên hình ấy. Cái này là cái hình trực quan, cái này là mình cũng là những cái tài liệu của các cái giáo sư như là giáo sư cô sư Trần Kim Thạch và các cái học trò của giáo sư. Thế mình cũng được tìm hiểu thôi, mình cũng được gọi là học lỏm thôi chứ còn. Thì bây giờ mọi người nhìn cái hình này chưa? Cái lá đây là cái hạt đất sét là lá nhôm đây. Và lá đầu nó đều có điện tích âm. Nó đều là các điện tích âm. Khi mà đất là đất trơ ấy, bây giờ mình nói mình rằng theo cái kiểu là dân dã để chúng ta dễ hiểu và thời gian chúng ta không phải là dân hàn lâm cũng không cần thiết đi vào hàn lâm. Thì khi mà đất cái đất sét ấy và đất sét nói chung và đất sét nói chung và nói riêng
thì là rất là giàu, là mang tính âm, đúng không? Còn bây giờ thì đại loại là trong cái các cái chất trong tự nhiên thì nó có hai tính, là tính âm và tính dương, bao gồm nó là hóa trị âm hay hóa trị dương, mà cái này là kiến thức khoa học chúng ta đã biết rồi. Ví dụ hóa tính chất âm là bao gồm những cái như là nhôm sắt, nhôm oxit, sắt oxit, những cái gọi là kim loại, những cái oxit kim loại là có hóa trị dương, còn những cái oxit phi kim hoặc là thì hóa trị âm. Đấy, thì cái thì như là đất, đất thì nó hóa, đất là có tính âm bởi vì là nó giải phóng, nó là mang các ion âm và các nó giải phóng các electron âm. Và khi chúng ta đi chân đất, trong đất thì chúng ta cảm thấy mát mẻ sảng khoái bởi vì là do chúng ta đã nhận cái electron của đất. Đấy, nó là đất nó có tính âm, là các cái hạt sét là nó là mang điện tích âm. Các bạn nhớ điện tích âm có là đang dư thừa điện tích nhá. Kiến thức khoa học nhá. Đang dư thừa điện tích. Còn khi nó giải phóng đi, vì một lý do đó nó giải phóng, nó mất điện tích đi thì nó mang sẽ là điện tích dương. Thì cái hạt đất là bình thường nó trơ. Hạt đất nó trơ là nó đang điện tích âm, vì khi bình thường, nhưng mà khi nó gặp nước thì nó sẽ bị nhão nhẹt, trương nở lên. Đấy là do cái tính chất của điện tích âm. Nói chung do tính chất của đất. Thì cái này mình cũng không nói sâu, vì rất là đây cũng không, chúng ta là dân nói dân dã thôi. Đây thì đây là các bạn nhìn cái hình ở trên đây ấy, là cái lá nhôm. Nói chung là nó là khi mà cái đất nó có tư đất nó mang tính âm, nên là nó, chúng ta cảm thấy sảng khoái mát mẻ khi ở gần cái đất. Đấy là do cái về khoa học của nó ở chỗ là nó là mang tính chất, mang rất là nhiều điện tích âm và ion âm. Thì bình thường nó là, nếu là điện tích các ion âm đơ âm với nhau ấy, thì nó là rời rạc, khi nước vào nó sẽ rời ra, nó tan ra, nó là những cái thành phần, những cái hạt lơ lửng trong nước. Đấy, làm sao mà khi chúng ta nó biến thành những cái hạt này, nó liên kết với nhau thành một chuỗi gọi là polymer vô cơ, thì nó trơ thì nó sẽ không tan ra trong nước. Đấy, cái khoa học của nó là như thế. Mình thì các bạn nhìn trên hình đây là cái thành phần của một cái đạn hạt đất sét, hai lá là lá nhôm và lá silic, các bạn nhìn chưa, lá nhôm và ba cái hạt đất sét nó cạnh nhau đây, nó đều là mang điện tích âm, đúng không, các bạn đều mang tích âm. Nhưng khi cái hình bên dưới đây là do cái sức hút từ lực, các bạn nhìn cái chữ là polymer trực tiếp là cái phương là sức hút từ lực, tức là khi chúng ta biến cái lá nhôm này là đang là điện tích âm, chúng ta biến nó thành điện tích dương, và lá silic thì nó vẫn là điện tích âm, và chúng ta biến cái lá nhôm thành điện tích dương, thì bây giờ là các tự nhiên là các cái hạt cái đất sét này nó sẽ hút nhau, các cái hạt đất sét nó ở cạnh nhau nó sẽ hút nhau, nó biến thành một cái chuỗi dài vô tận, hàng triệu hạt, hàng nghìn hạt, hàng triệu hạt, hàng tỷ hạt, thì lúc đấy nó biến thành là loại đá. Đấy, thì cái quá trình mà phong hóa tự nhiên nó diễn ra hàng triệu năm cũng là một quá trình polymer, là quá trình hóa đá tự nhiên, nhưng là chỉ kéo dài rất là dài, đúng không? Đó là quá trình trầm tích tự nhiên. Còn khi chúng ta là quá trình là chúng ta là nhân tạo, quá trình gọi là polymer nhân tạo cũng như là hóa đá nhân tạo, là quá trình chúng ta sẽ biến nó chỉ trong vòng vài ngày đến vài chục ngày để mà có thể hóa đá nhanh, đến vài chục ngày thì chúng ta cần phải trong cái điều kiện mà là nó cho đặt cho điều kiện cái môi trường của nó để nó có thể là hóa rắn. Thì môi trường nó là gì chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần tiếp theo, đúng không? Người thì cái môi trường đấy làm sao mà cho cái biến cái lá nhôm biến thành điện tích đang là điện tích âm trong cái môi trường trơ, môi trường tự nhiên, thì làm sao mà thay vì hàng triệu năm cái lá nhôm nó biến thành điện tích dương thì bây giờ là chỉ trong vòng vài ngày thôi, chúng ta đặt nó môi trường làm sao mà cái lá nhôm biến thành điện tích dương, thì có nghĩa là cái dương với âm. Các bạn nhìn cái hình dưới nhé, đây là cái hình trực quan bên dưới đây, cái này là cái hình của một của thầy Nguyễn Phạm Tuấn Nhi, nhưng mà mình xin phép là dùng cái hình này của thầy. Thì cái hình bên dưới là mỗi một cái hình thoi này, mỗi một cái hình thoi này là một cái hạt đất sét. Thì nếu mà cái lá nhôm nó biến thành dương là người ta gạch chéo này thì nó sẽ hút nhau, đương nhiên âm với dương hút nhau rồi, cái này là trong hóa học chúng ta biết rồi. Và cái việc hút nhau đấy thì chúng ta cần phải có một số cái cơ chế vật lý, như là chúng ta phải nén với nhau, phải phơi với nhau để nó hút được nhau. Còn nếu mà nó ẩm ướt thì nó sẽ không có điều kiện để mà hút nhau, sau đó là nó bị do nước nó ngăn cách cái việc hút đó. Thì cái vấn đề này là cái cơ chế của nó mình sẽ nói sau, nhưng mà đại loại là đây chúng ta đang nói với cái bản chất. Cái bản chất là việc là hút giữa bằng sức hút từ lực giữa các cái điện tích âm và dương của các cái hạt đất sét với nhau. Giả sử là
một cái headset nó có hai đầu là đầu nhôm và đầu silic, và cái đầu nhôm đang là chúng ta đang từ âm, điện thị âm chúng ta đặt trong nó một cái môi trường, kích hoạt nó để nó biến thành, nó bị giải phóng các electron đi, nó biến thành một cái điện tích dương, chẳng qua là nó đang mất electron thôi, đúng không? Còn âm là nó đang dư thừa electron, còn khi nó giải phóng electron đi thì nó thành điện tích dương, thì dưỡng tương đương nó hút, và sau đó là đấy là bản chất của cái việc mà hóa đá và vừa gọi là polymer hóa đấy. Còn đây là cái cơ chế là polymer hóa gián tiếp, còn cái này là polymer hóa trực tiếp. Thì cái này là chúng ta ở cái phần gọi là phân loại, cái phần phân loại đây, phân loại các cơ chế ở phần sau, cái này mình nói sau, nhưng mà chúng ta đang ở cái phần gọi là bản chất của sự hóa đá đất. Thì mọi người đã cơ bản là đã mường tượng được cái bản chất của sự hóa đá đất chưa nhỉ? Tức là bản thành phần của cái đất sét, thành phần của đất sét cao lanh hay lá, nó bao gồm là cái lá nhôm và lá silic. Thì bây giờ là nó đều là âm, đều là điện tích âm, dẫn đến là nó rời rạc với nhau, nó không liên kết với nhau. Và khi mà gặp nước, bình thường nó khô thì nó là một cái cục rắn như đá, nhưng mà khi mà nước nó vào thì nó lại bở rời ra, bởi vì thực ra nó là những cái thằng gọi là giống như là âm với nhau, không hút nhau, đúng không? Thì không, nhưng mà nếu mà là dự thì bây giờ là cái vẫn ở trong cái phần bản chất của sự hóa đá đất. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái gọi là nguyên lý của hóa đá đất. Thì bây giờ chúng ta để mà biến cái hạt nhôm đấy từ điện đến âm thì chúng ta cần cái cơ chế, cái nguyên lý như thế nào để mà đấy, thì chúng ta cần cái sự gọi là một cái môi trường của nó là môi trường kiềm. Thì một một cái tên khác của cái việc là đất hóa đá, gọi polymer hóa đất, thì nó gọi là trên quốc tế người ta có một tên khác gọi là hoạt hóa kiềm, tức là cái bê tông hoạt hóa kiềm, tức là người ta dùng kiềm là cái môi trường kiềm, là cái môi trường mà và pH từ 7 trở lên ấy, mà kiềm càng cao, pH càng cao nhất là đến 14, đúng không? Thì là môi trường kiềm cao, tức là nói chung là cái môi trường rất là kiềm, rất là pH rất là cao để kích hoạt, để nó cái lá nhôm nó giải phóng electron đi và nó biến thành một cái đầu dương, một cái ion dương. Thì đầu tiên là cái đầu quan trọng đầu tiên là cái môi trường của nó là môi trường kiềm, mọi người nhớ nhá, môi trường kiềm, môi trường rất là giàu giàu pH, đúng không? Đây ví dụ như là nguyên liệu đầu tiên là mọi người nhớ là đây chính là cái thành phần gọi là silic đây. Đó chính là cái đây là cấu tạo này hoặc của hạt sét, đúng không? Silic và nhôm đấy. Và để biến cái hạt đất, hạt lá kiềm đấy mà lá nhôm đấy nó thành một cái điện tích dương thì người ta cần phải hoạt hóa nó. Thứ nhất là nó phải là một cái môi trường rất là hạt siêu mịn, một hạt mà nó dạng như là hạt gọi là, nói chung là càng nhỏ tách nó càng nhỏ đi, thì tức là có hai cái điều kiện của cái việc mà hoạt hóa là gì, có nghĩa là nó đang là một tính trơ, rất là đang nó trơ, hoặc là nó đang ở cái điều kiện nó rất là kém hoạt động. Còn khi mà hoạt hóa kia là nó để cho nó hoạt động nó mạnh hơn, để một các cái chất nó phản ứng với nhau. Thì hoạt hóa đầu tiên là chúng ta phải đặt trong môi trường kiềm, mọi người nhớ nhé, bản chất của sự hóa đá đất này, nguyên lý hóa đá đất này, nguyên lý đất là hoạt hóa, đúng không? Hoạt hóa các cái ion trong đất sét, đúng không? Hoạt hóa đầu tiên là phải là những cái hạt nano siêu mịn. Thì đầu tiên là chúng ta phải dùng nói chung là về mặt vật lý là chúng ta phải là lọc, đầu tiên là lọc lấy đất sét mịn là một, thứ hai nữa là phải là nghiền nhỏ thành các hạt siêu mịn, đúng không? Tức là biến thành những hạt siêu mịn như là hạt xi măng ấy, như là xi măng ấy. Đầu tiên nó phải là siêu mịn thành nhỏ. Thì
thì các cái hạt nó vi hòa quyện với nhau. Chứ còn một cái cục đất to đùng như này thì là các cái hóa chất làm sao nó len lỏi vào trong các cái phần sâu của cái quả của một cái cục đất, đúng không? Thì nó phải biến thành các cái hạt siêu mịn, như là tương tự như là bột, đúng không? Như là bột năng ấy, đúng không? Giả sử đấy, mọi người nắm được chưa? Thứ hai nữa là phải môi trường kiềm là sao? Là pH. pH từ 7 đến 14. Thì đương nhiên phải kiềm cao nhất rồi. Kiềm cao nhất là 14 này. Chứ cần pH 7 thì là cũng quá thấp. 7 trung tính rồi. Kiềm cao nhất là có nghĩa là chúng ta phải đổ ba giờ sút. Nói chung là dùng dung dịch sút. Dùng hóa chất ở đây là dùng sút. Hóa chất ở đây là hóa chất để hoàn hóa. Đó là các cái bazơ mạnh như kiềm, ăn như sút. Sút là gì ạ? NaOH Ca. OH. À, để nhắn link cho chị Linh vào nhé. Mọi người chờ chút. Ok, bây giờ mình tiếp tục. Đây là cái cơ chế hoạt hóa để biến thành cái lá nhôm ấy. Lá nhôm thành điện tích dương, đúng không? Là thứ nhất là nó phải hạt siêu mịn này. Thứ hai là môi trường kiềm này. Đúng không? Và môi trường kiềm ở đây là chính là các cái hóa chất để hoạt hóa, chính là các bazơ mạnh này, hoặc là như là magie này, nói chung là các cái kim loại magie oxit, đúng không? Vân vân. Ok. Đây, những cái tài liệu của các cái nhà khoa học người ta cũng đã nói rồi. Là một cách nói dân dã, mình đang chia sẻ, mình là dân dã, là có nghĩa là thứ nhất là chúng ta phải đặt trong môi trường hoạt hóa là phải bao giờ mạnh, tức là đại loại thế này. Cái đất thân mịn đấy, chúng ta cho vào một cái môi trường, cho một cái dung dịch gọi là thuốc, là môi trường bao giờ mạnh, bởi vì trong môi trường đó thì nó mới là kiềm, thì là cái biến cái lá nhôm thành điện tích dương, đúng không? Thế còn thực ra là cái sút đấy nó không phản ứng với đất sét để mà hóa cứng, mà nó chỉ là môi trường để mà kích hoạt, để làm sao mà cho nó các điện tích các lá nhôm và lá silic trong đất sét nó đang ở dạng trạng thái rất là kém hoạt động, để mà nó hoạt động, nó hoạt hóa, nó mạnh mẽ hơn, để mà có thể là tác động với nhau tạo thành một cái chuỗi polymer ở giữa. Bình thường nó là đấy, nắm được nhá. Về cơ bản nó là như thế, còn tất nhiên là cái cơ khi mà người phân tích sâu hơn về khoa học thì người ta sẽ có rất nhiều cái nó chi tiết, như mình đang nói dân dã là thứ nhất là có ba cái yếu tố để mà có thể là hóa cứng đất. Thứ nhất là phải là các hạt nano siêu mịn, và đầu tiên lọc lấy đất sét mịn, sau đó nghiền nhỏ thành các hạt siêu mịn như là bột năng đấy, tại vì là nó phải là hạt mịn, chứ còn nếu một cái cục đất to thì các cái hóa chất nó không thể len lỏi trong cục đất được đấy. Đầu tiên phải là trộn cái hóa chất. Môi trường kiềm là cao nhất, thì bây giờ mình muốn tôi biết được pH thì đầu tiên mình tính được cái khối lượng nhiệt độ hòa tan, ví dụ là bao nhiêu gram sút mình hòa tan trong nước, thì mình biết được cái độ hòa tan. Từ cái độ hòa tan đấy chúng ta tính được cái độ pH là bao nhiêu. Nói chung là pH càng cao nhất là có thể,
Chứ còn thực ra là cái đất sét ấy nó không phản ứng với sút, mà nó chỉ sút nó chỉ là tạo ra cái môi trường để mà đất sét nó hoạt hóa được, nó năng động để mà nó biến thành một cái chuỗi polymer dài vô tận. Đấy, okay. Cái cơ chế nó là như thế nha. Linh mới vào nè. Rồi, Linh vào rồi, Linh vào rồi. Đây đây, cái hình này là nó, cái hình này nó thể hiện được cái cơ chế nhá. Cái bản chất, đây là cái bản chất nhá, bản chất của cái việc mà polymer hóa nhá. Đầu tiên là cái đất sét nó là một cái lá nhôm và lá silic. Sau đó mình biến cái lá nhôm mình hoạt hóa nó bằng kiềm trong môi trường kiềm trở thành những cái dương, sau đó là dương với âm, mỗi cái hạt đất sét nó có một cái đầu dương của cái hạt đất sét nối với đầu âm của hạt đất sét kia, nối với thành một chuỗi dài vô tận. Ok. Còn đây là cái cơ chế mà hóa rắn gián tiếp đây. Mình nói về cái này là cái cơ chế hóa rắn trực tiếp có nghĩa là các cái kiềm ấy, nó cái môi trường kiềm nó chỉ là môi trường mà thôi, để giúp cho các cái hạt đất sét nó tự phản ứng trực tiếp với nhau, nó kết nối trực tiếp với nhau thành polymer chính là các cái chuỗi dài vô tận, đúng không? Chính là đá đấy, nói chung là đá đấy. Còn nếu mà hóa rắn gián tiếp, tức là cái đây mọi người nhìn cái hình này. Cái hình này tức là cái phần con thoi này là cũng là cái lá nhôm và lá silic. Tức là đất sét cao lành, đất sét hai lá nhá. Còn nếu đất sét ba lá như là bentonite thì không làm được, mà mình phải xử lý nó biệt, mình cắt đi một lá thành hai lá. Thì người ta lại dùng cơ chế hóa rắn gián tiếp, có nghĩa là người ta lại dùng các cái ion dương, bởi vì đất là âm mà, đất là các ion âm mà, như là silic hoặc là nhôm cũng là âm. Nhôm oxit ban đầu là trong đấy là nó là âm, của đất sét là âm. Sau đó là khi mà người ta kết nối với nhau thành một chuỗi thì người ta, đây là cơ chế gián tiếp, còn trên là trực tiếp là giữa các cái hạt đất sét nó phản ứng nối trực tiếp với nhau, còn đây là người ta sẽ nối gián tiếp qua một cái ion dương khác, là người ta dùng canxi là trong đá vôi, hay là dùng trong các cái sắt, đồng, kẽm, mọi thứ gì đó, hay magie gì đó, để mà cái ion dương của cái đó nó phản ứng với cái các cái ion âm của đất, thì nó cũng nối lại với nhau thành một chuỗi polymer, là nó hút nhau bởi là thông qua một cái ion từ bên ngoài, ion dương từ bên ngoài. Đây, cơ chế này nó khác cơ chế kia là gián tiếp, còn cái kia là trực tiếp. Mọi người nhớ nhá, thì cái kiềm ở kia nó chỉ đóng vai trò là môi trường thôi, còn cái thằng canxi cộng ở đây ấy, nó lại đóng vai trò là một cái cầu nối giữa các cái ion đất. Cái bản chất nó như thế, là hai cái cơ chế gián tiếp và trực tiếp ấy. Đấy là hai cơ chế chính để mà hóa polymer đất. Như vậy là cái polymer này nó đòi hỏi về cái độ lỏng của đất này và khoáng mịn, độ mịn, độ mịn của đất. Độ mịn, nhưng mà ví dụ mình phải trộn với nước đúng không? Đúng rồi. Như là đất nó phải ở dạng sệt, chứ còn nếu mà nó là dạng hơi khô. Chứ nếu mà nó khô khô giống như là môi trường, là... nó là phải là môi trường nước, tức là để mà nó trộn với nhau nó phải môi trường nước trộn giữa nước, nhưng mà nước ý chị là nước lỏng luôn đó đúng không, hay là nước đúng rồi. Nó phải có dạng sệt, chứ không thể nào mà nó lại không thể nào mà nó đặc giống như là cái cục đất mà mình dùng để nặn đồ chơi con nít chẳng hạn đấy đúng không? Đúng rồi, tức là phải sệt đến lỏng. Mà cái nữa là trong cái lúc mà nó hóa đá như để mà hóa thành polymer như thế này thì cái thời gian nó là lâu hay là nhanh nhỉ Hà nhỉ? Từ lúc bắt đầu mình quậy lên rồi bắt đầu mình chép lên tường rồi kia rồi gì đó, như Hà thực tế Hà thấy thì Hà thấy nó cứng lại trong thời gian bao lâu nó cứng lại? Thì mình đang tạo môi trường cho nó. Đầu tiên là mình tạo môi trường bằng hóa chất, là đầu tiên là mình trộn các cái trong môi trường kiềm này, hoặc là cơ chế gián tiếp là mình trộn các cái ion dương như là đá vôi này, canxi này. Thì mình đầu tiên mình tạo môi trường bằng hóa chất, mình nhào trộn với nhau giữa các cái hạt đất sét, nó trộn với nhau và trộn với cái môi trường mà nó thấm đẫm cái môi trường kiềm hay là các cái ion dương với nhau lại. Rồi sau đó là mình phải thêm một cái cơ chế gián tiếp nữa, một cơ chế vật lý nữa, có nghĩa là một cái môi trường vật lý nữa, là chúng ta phải nén nó lại này, chúng ta phải phải phơi khô sau một hoặc cần có thời gian để có thể cứng. Thì có nghĩa là nó phải vừa là vật lý và vừa hóa học và vừa vật lý.
thì cái việc mà chúng ta nén nó lại, ví dụ chúng ta làm cái viên gạch không nung, chúng ta sau khi trộn với nhau rồi, sau chúng ta nén nó lại, chúng ta để mà ép hết nước đi. Còn ngược với bê tông chúng ta cần phải có nước để nó có liên kết, thì đây là chúng ta phải ép tối đa nước đi, để bởi vì nước là chính là cái ngăn cách giữa các cái hạt đất sét với nhau. Thì chúng ta đẩy hết đất nước đi, sau khi trộn với nhau rồi chúng ta cần phải có nước để trộn nó với nhau, trộn các cái, thứ nhất là nó cái kiềm, nó pH của nó là nó thấm đẫm cái môi trường pH, thứ hai hoặc là nó thấm đẫm các cái ion dương nó đã trộn lẫn với nhau rồi. Sau đó khi mà trộn bằng dùng nước chúng ta trộn thì sau đó chúng ta nén đi, chúng ta phải đẩy hết nước đi và chúng ta phải phơi. Thì có nghĩa là cái thời gian đầu tiên là chúng ta đang nói cái việc mà chúng ta sát lên tường hay chúng ta đóng thành gạch hay là chúng ta đầm nó xuống đất. Đấy, các vấn đề vật lý đấy chúng ta chỉ là đang, vẫn là đang cái môi trường vật lý để mà chúng ta đang tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho cái quá trình polymer hóa, quá trình hóa đá đất. Như vậy thì vậy thì tức là cái vấn đề thời gian là nén, mà thời gian người vấn ta nói quý là nó sẽ là rất cần thiết đúng không? Ví dụ như là cái cơ chế gián tiếp thì là nén là rất cần thiết, còn cơ chế trực tiếp thì là nói chung là phải đẩy hết nước đi. Thì lấy ví dụ như là cái này của chị này, cái này của chị là chị trộn cũng dạng mấy cái mà ion dương giống như Hà nói này, sau đâu đó là chị để lên đây là chị phải vỗ để cho nó ra nước và nó nén lại thì thấy nó khá là cứng và không nứt. Thì không biết là nó đã đi ra đúng cái đường chưa ta? Thì thực ra là nếu mình làm đúng thì nó sẽ cứng hơn và thời gian nó nhanh hơn, còn nếu mà không thì thời gian càng lâu thì nó sẽ cứng thôi. Tại vì đây, cái bức này nó chỉ mỏng như thế này thôi này. Nó chỉ mỏng khoảng cỡ chừng 7 phân, 5-7 phân gì đó, nhưng mà khá cứng lắm. Dựa vào được mà. Thì đấy mình đang chúng ta đang nói về cái nguyên lý, cái cơ chế nhé. Cái cơ chế của nó đây, chúng ta đang đây. Rồi Hà cứ tiếp tục chia sẻ đi hả? Đây là chúng ta dựa vào các ví dụ như đây mình nói, đây là nguyên lý của xi măng polymer đây bạn nhé. Với nói chung là chúng ta trộn đất sét cao lanh 2 lá và phải dày dặt với bentonite 3 lá rồi lẫn vào, chúng ta trộn với sốt đúng không? Còn đây là cái cách để thử thế nào là cao lanh này. Chúng ta lấy một muỗng sét mịn này, lát nữa thì cái phòng này mình sẽ chuyển lại cho một nhé, người nhé. Mình thử, bây giờ mình nói về luôn cái thử cái đất sét đây. Thì cái này trong tài liệu có rồi. Nói chung là mình sẽ quậy quậy cái đất sét, cái bột đất sét mịn nó vào một cái ly nước mưa tinh khiết. Sau đó mình lắc mạnh sau khoảng 10 phút đấy. Thì nếu nó là cao lanh ấy thì nó sẽ lắng xuống đáy ly và phần nước phía trên nó trong, đúng không? Nếu không phải là cao lanh thì nó cái nước nó vẫn đục như là sữa đấy. Ok, đấy là cái cách để mình thử đấy nha. Khi chúng ta quậy tốt, chúng ta đang với cái đất cao lanh thì chúng ta đã có một cái polymer, có một cái loại xi măng polymer rồi. Sau đó là khi mà cái xi măng này chúng ta trộn thêm với cát đất tạp hay là đá sỏi hoặc là bất cứ một cái chất độn trơ nào thì để cho nó khô lại, sau đó chúng ta nén nó lại và phơi khô thì sẽ tạo ra một cái loại bê tông cứng. Thì cái bê tông này là nó, cái việc nứt hay không thì nó lại liên quan đến là trong cái việc trong quá trình chúng ta là chúng ta nén có chặt hay không, hoặc là chúng ta có cái sợi để giặc cứng hay bê tông nào cũng có thể khả năng nứt, là do cái nhiều cái lý do khác nhau, nhưng mà nứt mình sẽ nói sau, nó là poly không tan trong nước, đấy là vấn đề đúng không? Còn nứt là một việc. Thì cái công thức quan trọng nhất là khi nó mình đã hòa cứng thành công rồi thì nó sẽ không tan trong nước, quan trọng nhất là như thế nhé. Công thức làm còn tất nhiên là khi nó là polymer hóa rồi thì nó không tan trong nước, nhưng mà nó vẫn, khi mà chúng ta phơi cái nhiệm vi ra thì nó cũng vẫn có những cái lỗ li ti để cho nước nó thấm được một phần. Thực ra bê tông xi măng
khô lăng thì nó vẫn thấm nước. Đấy là vì bởi vì khi chúng ta soi lên thì nó vẫn có cái lỗ rỗng, thì đấy thì không quan trọng. Còn nếu chúng ta muốn trông thấm thì chúng ta quét thêm các cái hợp chất chống thấm để mà nó bịt kín các lỗ li ti mà hiển vi chúng ta nhìn thấy. Đấy thì nó sơ như thế nhé. Còn đây là công thức của bê tông này, nguyên lý đây. Cát sỏi hay là dơn, là mùn cưa đấy, hay là chấu, là quy, là chạp. Sau khi mà chúng ta trộn cái đất sét cao lanh mịn ấy, chúng ta trộn với sút hay là vôi thì chúng ta ra một cái hỗn hợp sền sệt. Sau đó chúng ta trộn thêm quy là cái vật liệu trơ, thì chúng ta cần với chúng ta tê là phải có thời gian, là nén, tê là phơi. Thì cái này là một cái công thức mà cần các cái thành phần phải đồng thời diễn ra, bởi vì nếu mà một cái bằng không thì tất cả là bê tông sẽ thất bại. Ví dụ như là chúng ta không có trộn thì là đương nhiên là T bằng không, thì đương nhiên là tất cả nhân với nhau bằng không, hoặc N là nén, chúng ta không nén hay phơi, cái này phải đồng thời diễn ra. Thực ra cái quá trình gọi là cái quá trình vật lý trộn nén phơi thì thực ra là với bê tông bóc lăng thì cũng phải trộn nén phơi mà thôi, nhưng mà cái đúng không, nén đây là tẩm suất để đẩy hết nước đi. Đấy, tại vì là cái hạt đất sét nó là đường kính nó chỉ khoảng 0,2 micromet mà thôi. Nên là nó phải đẩy đi để giúp cho việc các cái hạt đất sét nó chạm với nhau. Đầu tiên là muốn các cái đầu âm đầu dương chúng ta đã biến thành một là nhôm, biến thành một lá dương rồi. Và silic là một lá âm rồi, chúng ta muốn nó hít với nhau thì nó cần phải có thời gian, đúng không? Không thể là một nó âm dương là tự nhiên nó dính luôn được nhau, không phải đâu, phải có thời gian. Và muốn có đầu tiên phải có thời gian. Thứ hai nữa là phải có môi trường, có nghĩa là nó phải hít với nhau. Chứ còn nếu mà nó lỏng lẹt ra thì nó không chạm với nhau thì nó không thể hút nhau được. Thì chúng ta cần phải có 28 ngày để nó có thể là hít với nhau, để nó biến thành một viên đá trơ. Đấy mọi người nhớ nhá, chứ không phải là có luôn được, ví dụ, đúng không? Phơi là một quá trình, phơi cũng là một quá trình để mà đẩy nước đi mau nhất có thể, đúng không? Còn chúng ta không phơi thì nó sẽ chậm hơn, nó bao giờ biết làm sao mà đẩy hết nước đi và các cái hạt nó khít lại với nhau. Thì nó sẽ tạo ra một cái môi mới, là chỉ là có một cái môi trường để mà biến thành một cái bê tông mà thôi nhá, chứ không phải là chưa có bê tông luôn được. Đương nhiên là khi mà nó phơi đi thì cái việc co rút thì nó tạo ra các cái nứt, thì đương nhiên là sau này là mình sẽ có một số cái kỹ thuật vật lý để mình giảm nứt đi mà thôi. Nhưng mà thực ra nứt thì cũng ít thôi, không, hầu như là không nứt. Nhưng có nứt thì cái việc nứt nó là bình thường, không phải là điều gì nghiêm trọng. Thì cái nhiệt độ là cũng đấy, tại sao ví dụ như cái việc mà chúng ta phơi như thế nào mà nó không nứt vỡ quá nhanh, ví dụ chúng ta phơi quá nhanh hoặc chúng ta không có bảo dưỡng bằng độ tưới ẩm thì nó cũng dẫn đến nứt. Ví dụ như nhiệt độ đừng quá cao, nó chỉ là từ 40 đến 60 độ mà thôi, và trong thời gian phơi là 28 ngày, đúng không? Còn nếu mà đấy, còn việc bảo dưỡng như thế nào để làm sao mà nó không bị rút nhiệt độ quá nhanh, hoặc chúng ta có một số cái chúng ta trộn một số cái loại hỗn hợp để mà nó giữ được dưỡng ẩm, nó không phải rút nước quá nhiều. Nó ví dụ chúng ta đại loại chúng ta trộn với hổ tinh bột chẳng hạn, hay loại keo để cho nó hút với nhau, quá trình nó nứt ra nó không có rời ra, nó vẫn nằm im trong đó để nó không giảm nứt. Đấy là các kỹ thuật thôi, nó chỉ là kỹ thuật mà thôi nhá. Kỹ thuật thì chúng ta đi vào các phần sau, còn bây giờ chúng ta đi về nguyên lý làm sao mà các cái hạt sét nó phải khít với nhau để tạo nó mới là một môi trường để mà nó polymer hóa được. Ok nhá, nguyên lý của sản phẩm. Okay, chắc là mình sẽ bắt đầu chuyển qua phòng bên cạnh nhá, phòng 1 nhá, tại vì cái này nó dưới hết thời gian. Cái link 1 mọi người có chứ, đây mình gửi lại cái link 1 trên cái phòng chat này. Um,
Mình sẽ tắt phòng này nha, để mọi người sang phòng bên cạnh. Hình như là cái thông tin đây, cái phòng cái link này giờ cái link nó không được rồi, cái link này có 5 bạn. Tắt mình không ghi âm được. Mọi người mất linh rồi.
Chắc là mình sẽ phải tổ chức lại buổi này đấy. Buổi này nên lỗi kỹ thuật quá. Nhưng mọi người không vào được lại, chỉ 4 người. Với các cái buổi nay nó một số cái trục trặc về kỹ thuật đúng ra là nó không được hiệu quả lắm. Chắc là mình sẽ tổ chức lại buổi này. Nên là cái các cái nội dung còn lại chắc là mình sẽ chia sẻ tiếp. Và thứ hai là bởi cái buổi còn lại đấy. Mọi người ok không nhỉ? Chắc là mình sẽ rút kinh nghiệm cái buổi hôm nay, chắc là mình sẽ kiếm một cái nền tảng nó ổn định hơn ấy. Dù cái thời gian với cả là nó cái hôm nay nó bị lỗi mic, hôm nay mình phải vào nói bằng điện thoại với sự chặt nên là nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Chắc là cái nội dung này mình sẽ tổ chức lại nhé, nên là mọi người có thể là coi như là chắc là cũng có một số cái kiến thức bổ ích rồi. Đấy, thì bây giờ là cái phần kiến thức còn lại của buổi hôm nay thì ra là thì có thể buổi này sẽ phải tổ chức làm hai buổi và cái hai phần. Cái nội dung của cái buổi này, thứ nhất là cái sơ qua về xi măng porcelain này, kiến thức cơ bản về đất sét này, thứ hai là bản chất của sự hóa đá đất này, nguyên lý hóa đá đất này, phân loại các cơ chế hóa đá đất này và giới thiệu các cái trường phái hóa đá đất này, thì chúng ta sẽ cần phải đến hai buổi. Và cái buổi này mình cũng sẽ tổ chức lại với những cái bạn mà đã tham gia rồi thì cũng đã nắm được cơ bản rồi, và với một số bạn đã bị lỡ hoặc là một số người mà đã, thì mình sẽ tổ chức lại cái buổi này. Bởi vì cái việc ghi âm này hình như cũng thất bại rồi, cái hình này tại vì nó không ghi được tiếng nên mình sẽ phải ấy lại. Thế là nếu với thì chắc là hôm nay mình sẽ sang cái phần là trao đổi nhé, để cho nó đỡ căng thẳng một chút. Thì mọi người với những cái gì mình chia sẻ thì mọi người có thể là cho ý kiến đi để nó thoải mái hơn một chút.
Còn các cái thông tin tiếp thì mình sẽ có nhiều buổi, và nếu mà mọi người có tinh thần học tập hay tinh thần về tìm kiếm kiến thức thì mọi người và mình sẽ cố gắng dành thời gian với nhau, chia sẻ với nhau thêm, nên là cũng không sẽ không ngại. Thì bây giờ mình sẽ nói lại một chút về cái phần các cái phần hôm nay đã chia sẻ nhé. Thì tức là bây giờ là với cái đất kiến thức của đất sét thì đại loại là đất tạp, thì chúng ta là trong đất tạp thì nó có bao gồm đá, cát, sỏi nhỏ to nhỏ khác nhau và các cái loại đất ví dụ như bùn đất, và có thành phần có thông thường nó sẽ có khoảng từ 20 đến ít nhất là 20% là đất sét. Đất sét là các cái hạt nhỏ siêu nhỏ, là nó có cái đường kính khoảng 0,2 micromet, đúng không? Nó có hai cái loại đất sét chính là đất sét cao lanh và đất sét bentonite. Là cao lanh nó có hai lá. Cao lanh là đất cao lanh là đất mà là đây cái hình ảnh của cái lá đấy. Đây mình. Đây cái hình mình coi là cái hình này rất là dễ hiểu của thầy Phạm Tuấn Nhi. Còn tuy nhiên là còn có mọi người có thể tìm hiểu sâu thì có tài liệu đây cũng của các cái thạc sĩ Kiều Tuấn của Quý Nam này, Nguyễn Anh Dương này. Đó, thì sâu hơn các thành phần của đất sét, các cái cấu tạo của đất sét các thứ ở đây, các cái cơ chế kết dính polymer đây. Tức là dùng đất sét cao lanh là đủ rồi chứ đâu có cần phải chính xác là cao lanh nguyên chất, cái kiểu mà cao lanh để mà người ta làm bát đĩa ấm chén nào phải không? Thì thực ra là trong cái đất sét đất đỏ ba đất 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 đỏ Ba Giang của Tây Nguyên của mình ấy thì hầu hết nó là cao lanh rồi. Bởi vì là nó là cao lanh trắng thì nó là cao lanh dòng, tức là nó không bị nhiễm các tạp chất, nó không có cái tạp chất thì nó cũng tốt hơn thôi, chứ còn ra cao lanh mà nó màu là có nghĩa là nó là các cái phong hóa các cái tạp chất cũng như là các cái chất hữu cơ nó dẫn đến có màu. Thì thực ra nên là nó chỉ cần nói chung là chỉ cần cao lanh màu là được. Thì đây là mọi người thành phần hóa học của một số nguyên khoáng tự nhiên đây, như mọi người đây nhìn đây là đất đỏ Ba Gian này. Tức là cứ có SiO2 càng cao là, hoặc là nhôm càng cao càng tốt này, và các phần khoáng khác cũng được càng có tốt này, càng cao. Ví dụ như là mọi người thấy là TR là gì, TR là đây, TR ở dưới là Tân Lâm Đồng này, và đây là Nam Đàn này. Nói chung là tất cả các vùng Việt Nam này thì cái nguồn tài nguyên về sét về cao lanh thì hầu như là vùng nào cũng có. Còn không, nước ngoài họ không có cái nguồn tài nguyên cao lanh này thì họ phải dùng đến nguyên liệu là cho bay, và cho Việt Nam thì có cho chấu, tức là trong cái thành phần của chấu nó cũng có cái thành phần của SiO2, nó là lá silic đây, còn đây là lá nhôm đây, là hai cái thành phần chính để ví dụ như là trong cái cho chấu đấy, trong cái cho bay của các cái nhà máy như nhiệt điện hay là các thứ ấy, thì nó cũng là các cái hạt sứt siêu mịn. Nó thứ nhất, nó đảm bảo thành phần thứ nhất nó là những hạt siêu mịn tương tự như đất sét, tức là những nó gọi là alomi silicat ấy, là cái alomi, alo là nhôm và silicat là silic ấy, là cái gọi là cái tên của một cái chất hỗn hợp gọi là alomi silicat ấy, thì nó có trong đất sét cao lanh, nó có trong cho bay, nó có trong cho chấu đấy, thì miễn là nó có alomi silicat là nó có thể là cho kiềm vào nó hoạt hóa bằng kiềm, đấy là cơ chế trực tiếp. Còn chúng ta có cho cơ chế gián tiếp và chúng ta đưa các ion dương vào thì là cơ chế gián tiếp, thì là có thể là tạo ra được cái chuỗi polymer chính là đất hoa đá. Thì đây là mọi người để biết cái thành phần của cái đất đỏ Ba Gian thì hầu hết là chứa rất là thành phần rất là cao, đó là cái thành phần silic và nhôm rồi đấy. Đây là như là Tân Giai là 17 này, 31 này, Nam Đàn này, TK là Pleiku này, LS là Lạng Sơn này, Nam Đàn ND2, Nam Đàn 2 là Nam Đàn Nghệ An ấy, HR là cái gì, HR là Hàm Rồng là cũng ở Gia Lai, như là C Gia Quy, Bà Rịa này, Lâm Đồng thì có Cư Mơ Nga, Đắk Lắc này,
Tân Rai này, Đèo Bảo Lộc này, Đơn Dương này, hoặc Đa My với Đèo Bảo Lộc thì địa chất là giống nhau, nói chung cứ đất đỏ Ba Gian là được. Đại Lào này, cái gì Tấm Con Tum, nói chung là Tây Nguyên thì là tài nguyên về đất sét có lành khá cao. Phía Bắc thì chúng ta có Nghệ An này, Lạng Sơn này, đúng không? Nói chung là Việt Nam thì cũng hầu hết là vùng đất thì đều có cả. Thì có, và trong đất sét nó chia làm hai loại chính, có bốn loại, nhưng hai cái loại còn lại nó nhỏ, nó còn chính nữa là thành phần cao lanh và bentonite. Bentonite là ba lá, tức là đại loại là một cái hỗn hợp và ba cái hạt đất sét, nó gồm ba cái ion mà nó dính với nhau. Còn đây là có hai ion là lá nhôm và lá silic nó dính với nhau thôi. Còn đây là những cái thành phần còn lại, nhưng mà chắc là nó không ảnh hưởng lắm đến các thành phần khác, phụ khác thôi, nó chiếm nó 0.mấy% thôi. Ví dụ như kali 0.02, còn chính nó vẫn là silic và nhôm, đúng không? Mọi người thấy là cái đất ở vùng nào là nó càng cái silic, và ví dụ như là cái chỗ nào mà silic nó cao ấy, thì chúng ta có thể dùng cái cơ chế gián tiếp và trực tiếp đều được, bởi vì silic nó phản ứng với, còn cái nhôm nó cao, nhôm với silic nó cân nhau thì chúng ta dùng cơ chế gián tiếp, còn nếu mà cái hàm lượng nhôm nó thấp thì chúng ta lại dùng cái cơ chế gián tiếp. Nói chung là cơ chế gián tiếp nó sẽ rẻ hơn cơ chế trực tiếp. Cơ chế trực tiếp là chúng ta phải cơ chế hóa polymer trực tiếp là chúng ta phải biến thành các cái hạt phi mịn, chúng ta thành các phi mịn chúng ta phải lọc, phải nghiền các thứ, và chúng phải hòa trộn, phải dùng đến kiềm sút là một cái hóa chất cũng phải đi mua khá đắt đỏ. Nếu mà cơ chế gián tiếp là chúng ta chỉ dùng cần đến vôi thôi, rồi hoặc các cái nước muối, là nước muối nó chứa được nhiều cái ion dương ấy, thì chúng ta có thể phối trộn với đất sét, mà đất sét này không phải cần phải là quá tinh khiết. thì cơ chế hóa gián tiếp, cơ chế polymer gián tiếp là cái cơ chế mà đây, cơ chế đây là mình nói lại để một số bạn có thể chưa nắm được, ví dụ chị Linh vào sau đấy. Gián tiếp đây nhá, đây là trực tiếp mùi thuốc lá rồi. Nãy chị cũng có nghe gián tiếp trực tiếp rồi, không cần phải nói lại, nếu các bạn nào cần thì các bạn cũng nhớ rồi. Đấy, cái gián tiếp là có nghĩa là chúng ta dùng một cái ion bên ngoài, ion dương bên ngoài, chúng ta lành một cái cầu nối giữa các cái ion âm, là các cái hạt đất sét là hầu hết là cái ion âm. Còn cơ chế trực tiếp là chúng ta biến một cái thằng lá nhôm làm dương để nó nấu nối trực tiếp với nhau. Thì đây là cái chúng ta biết được ở dưới đây. Nói chung là gián tiếp nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó sẽ phù hợp trong cái việc mà thứ nhất là để làm đường. Đúng không? Thì không có tài liệu được, tuyên bố không xem nghiên cứu được, xem đến 11, 12 giờ thì làm gì? Con xuống đi. Như là có thời gian mọi người nghỉ ngơi thôi. Đây là mình đang nói lại, còn nay đến nói rồi bạn ạ. Còn nếu mà bạn thấy bận thì bạn có thể rời nhóm nhé. Đây là mình đang nói lại để cho nó rõ hơn, còn cái kiến thức còn rất là nhiều. Kiến thức thì rất nhiều mà, và mình sẽ phải chia sẻ được có hệ thống, và cái buổi này mình sẽ chia sẻ lại để ghi hình lại. Tại vì cái hình này không có bị fail rồi. Đấy. Như ngày xưa các cụ là cứ đất xong rồi trộn với vôi chẳng hạn. Đất trộn với nước vôi đấy. Ừ. Cụ thể là CaOH đấy. Nhưng mà đúng, đất của các cụ hình như ngày xưa toàn là đất bùn chủ yếu nhỉ? Thì tức là cơ chế gián tiếp là nó không yêu cầu, nó không cần cái độ tinh khiết, hoặc là cái yêu cầu mà cái tính chất của là đất sét cao lanh thuần. Đấy là cái, để vì nói chung cơ chế gián tiếp là cơ chế mà nó yêu cầu cái thứ nhất là nó sẽ rẻ hơn, và nó không yêu cầu quá nhiều về cái độ cần cái tính độ tinh khiết nó quá cao, và cần các vật liệu thì có sẵn như là đá vôi hay là nước muối. Nhưng mà nó chỉ phù hợp trong ví dụ như là làm đường này, làm nền nhà này, hoặc làm vữa trộn hồ các thứ. Còn để mà làm các cái phần như là đồ dùng, ví dụ như thủ công mỹ nghệ này, hay là dùng vữa chát, hay là những cái phần mà tinh khiết cần những cái sự mà thì phải dùng cơ chế trực tiếp, là phải dòng lọc ra đất sét mịn, sau đó phải hoạt hóa trong kiềm là sút hay là soda. Đấy, xong rồi cần phải yêu cầu là cần phải cái hạt sét đấy là cần phải là đất sét hai lá, hay là cần phải là cho bay, hay cần phải chấu. Cho chấu là những cái chất là alumi silicate.
để mà có thể đấu nối với nhau đấy. À, vừa nãy nghe Hà nói về cái sau khi mà làm ra được cái, tức là sau khi mà trộn cái đất sét đó, đất sét mịn đó với lại kim, gọi là ion kim loại đi. Sau khi trộn xong rồi á, là cái chất độn á. Chất độn thì thông thường nếu mà như ngày xưa người ta hay độn rơm, độn rơm đúng không? Còn như ở cái Hà nói bây giờ là Hà thấy là độn cái gì thì tốt. Độn thì tùy cái chỗ mình làm, cái mục đích của mình, hay là cái địa phương mình đang có sẵn cái gì. Đấy, như hoặc là cái vị trí để sử dụng. Ví dụ như làm trên cao mà làm mái nhà, làm giữa cách nhiệt mái nhà, hoặc là làm sàn trên, hoặc là làm vách ở phía trên cao, dùng vật liệu nhẹ thì mình phải độn biết những vật liệu nhẹ đúng không, như chấu hoặc xốp. Còn hoặc là nền nhà thì mình dưới nền hoặc đường thì mình dùng ngay đất tạc tại chỗ, mình cuốc lên rồi mình độn mà thôi đúng không. Đấy, tùy tính chất, nhưng mà thông thường nhất là mình sẽ dùng đất tạc tại chỗ. Còn ví dụ như là với những cái phần mà mình làm vữa chát hoàn thiện bên ngoài, giống như cái anh đầu tiên anh nói là anh ấy có một cái tường rất là xấu, sau đó bây giờ anh muốn làm phẳng mịn đẹp như hiện đại, thì bây giờ là mình dùng cái cơ chế hóa trực tiếp là lọc ra một cái đất sét mịn, sau đó mình hoàn hóa trong kiềm sút, sau đó là mình trộn với chất độn mà cũng là khá là mịn, ví dụ như là ví dụ như là đất phải là cát mịn, siêu mịn hay bột đá hay gì đó, hoặc là đất sét mịn để mình trộn vào là chất trơ, chứ sau đó mình có thể là rồi mình chát lên thành một cái bức tường mịn, phẳng mịn và cứng rắn đó, nên rất đấy là cái bí quyết, cái kỹ thuật nó là cái chỗ đó. Cái đấy là phần kỹ thuật về sau này và từng quy trình cụ thể mình sẽ ấy. Hoặc còn cái việc rơm hay là ấy thì là giúp cho việc là cái việc nó cứng, nó không tan trong nước, nó không liên quan cái việc nó nứt hay không, bởi vì kể cả bê tông có lăng thì vẫn có nứt, thì vấn đề là mình làm sao mà nó không nứt. Thứ nhất là mình nén nó trong quá trình mình tẩm xuất nước đi thì mình nén nó để cho nó việc co rút nó không quá lớn. Thứ hai nữa là mình có một số, mình thường người ta sẽ trộn lên với hồ hay tinh bột để nó giảm, để nó giữ như nó dưỡng ẩm trong đó, để cái việc mà co rút nó từ từ, nó không quá nhanh. Và cái việc quá trình mình bảo dưỡng, mình không có phơi qua, mình phơi nhưng mình đầu tiên là mình mới định hình cái sản phẩm thì mình giữ nó trong râm trong khoảng 2 ngày, sau đó nó khô đi rồi, nó ráo hết nước rồi, bắt đầu mình phơi dần dần. Và quá trình bảo dưỡng cái vấn đề làm sao mà nó không nứt toàn không quá nhau, kể bất cứ cái gì cũng phải là giữ cái việc mà giữ nước không tẩm xuất quá nhanh. Thứ hai nữa là trong cái hỗn hợp đó là mình cần phải có, giả sử như là mình muốn có một cái thành phần nó được đảm bảo mà tối đa, hoặc là mình đấy là một cái phần mà được đầu tư rất là cao, thì mình có thể trộn thêm các cái chất độn trơ mà nó có sự liên kết, giống như các cái sợi như là rơm hay gì đó, rơm băm nhỏ hay mịn, hoặc là các cái sợi như là cái sợi thủy tinh, hay là những cái gì đó mà nhỏ nhỏ để liên kết các cái sợi sơ sợi thực vật để mà có thể là giảm nứt. Thì đấy có rất nhiều cách nứt, còn nói chung người ta sẽ nói là cái bê tông polymer này nó sẽ đỡ nứt nhiều hơn so với kể cả chúng ta đã làm cho môi trường lý tưởng cao nhất và thành nguyên nhuyễn nhất, thì nó vẫn cái độ nứt của nó vẫn nhiều hơn so với bê tông porcelain một chút. Nhưng mà chính vì thế là cũng cần phải lưu ý hai yếu tố chống nứt. Thứ nhất là phải gia cường, thứ hai là phải trộn với các cái chất để mà còn nó rút nước từ từ, có nghĩa là ví dụ người ta trộn với cái ví dụ như tinh bột ấy, hồ đấy, để mà giảm nứt thôi, để mà rút nước không quá cao, hoặc là mình trộn các cái chất xơ. Thứ ba nó là mình bảo dưỡng nhiệt độ nó không quá thay đổi quá nhanh. Nhưng mà cái việc nứt đấy nó không liên quan đến cái việc bê tông polymer nhé, nứt nó chỉ là kỹ thuật mà thôi, tức là nó không ảnh hưởng tới kết cấu. Kết cấu thì nó là nứt rồi, nói chung là không ảnh hưởng đến cái việc hóa rắn. Như Hà nói như vậy thì thường cái trong cái này là cách xây tường đất là như Hà nói vậy thì thấy có vẻ là phù hợp, kiểu làm theo kiểu mà gạch sống trước xong mới bắt đầu xây sau à? Hay là phù hợp cho cái loại tường đất nào nhất nhỉ? Thì bây giờ mình đang nói là mình nó có phân biệt, mình có hai cái cơ chế nhé, cơ chế trực tiếp và cơ chế gián tiếp nhé. Thì bao giờ là cái cơ chế trực tiếp thì nó nói chung nó sẽ tinh hơn một chút, và nó sẽ đại loại nó là dùng trong những cái phần tinh, còn cơ chế gián tiếp phần tinh. Còn nếu mà cái phần thô thì Thà thấy là hiện tại là với cái kiểu mà hóa rắn như thế này thì là hợp với lại cái loại tường như thế nào, cách kỹ thuật làm tường ấy.
kỹ thuật làm tường thì tùy cái sở trường sở thích và tùy cái mục đích cái sơn của mình thôi, hoặc là cái thời gian của mình thôi. Ví dụ như là mình có thời gian thì mình cứ đóng gạch không nung rồi mình cất đi mùa khô, mình sau đó mình đem ra mình xây. Còn thực ra là nhanh nhất thì, hoặc không thì mình biến trực tiếp là từ đất tạp mình biến lên tường là nhanh nhất thôi. Thế đó là vấn đề chính dạng cốt đấy đúng không? Tức là làm tường cốt hay là dạng chát đất, chát chát đất lên cái khung. Thì nói chung là kỹ thuật gì thì đầu tiên là ví dụ như là tường đất chẳng hạn, với cái việc làm tường đất ấy, thì đầu tiên là mình với cái phần lõi của bức tường ấy, là ví dụ như là mình làm tường dày hay tường mỏng, mình dùng kỹ thuật cốt hay là đan chát vách hay là dùng bao hay dùng bất cứ cái gì, thì mình sẽ chỉ cần hoặc là dùng cơ chế là sự gián tiếp, là tức là mình trộn với vôi, với xi măng, trộn với đất tạp tại chỗ, đúng không? Để mà nó hóa gắn dần dần và từ từ và rẻ và tiện. Sau khi mà tạo ra phần thô rồi thì cái phần chát bên ngoài, cái phần finish plaster ấy, chúng ta dùng cơ chế trực tiếp để nó cứng, nó mịn, nó phẳng và nó tạo ra được các cái tính chất nó cao cấp hơn so với phần thô, đúng không? Như vậy đấy, tức là cái phần như vậy tức là cái phần hóa rắn mà Hà đang chia sẻ này á, là phần nhiều là ứng dụng tốt nhất là nên ứng dụng cho plaster đúng không? Tại thực ra nó cũng đắt đấy chứ. Nếu mà mình phải trộn thêm cái khác không? Bí quyết của nó là nó giải quyết cái phần plaster. Nó là cái cơ chế nó trực tiếp. Chứ còn nếu mà không hóa gián tiếp thì dễ rồi, đúng không? Đúng không? Và nó có nhiều cách và nhiều ứng dụng. Còn thường bây giờ các cái công nghệ gạch không nung hiện tại là cũng chỉ là gián tiếp thôi. Họ trộn với một ít phụ keo nhựa phụ da để sau đó trộn với ít xi măng, ít đất, ít vôi, sau đó họ trộn với đất ẩm, sau đó họ nén ra thôi. Thì nó chỉ là gián tiếp thôi. Còn để mà bây giờ mà bảo làm cái bức tường mà mỏng khoảng 2 ly hay 3 ly đấy thì cái đó là bó tay, phải chuyển sang cái trực tiếp. Tức là phải dùng đất chất mịn, sau đó trộn với sút. Đó là mình trộn với chất độn sơ cũng siêu mịn để mà tạo ra các cái bức tường phẳng mịn. Nói chung là cái đấy thì mình dùng lên trên mái. Dùng trên mái gì? Tại vì khi mà mình tạo ra hỗn hợp sền sệt bằng theo cơ chế trực tiếp ấy, thì mình có thể trộn với chấu hay là xốp. Chứ còn nếu mà cái ống tạp, mấy cái kia dùng đất tạp thì chấu với xốp và trộn đi vôi sao được? Phải có đất đúng không? Vậy thì cái kỹ thuật cái vấn đề mà hóa rắn mà Hà đang chia sẻ này là vừa nãy chị cũng có hỏi Hà là nó sệt cỡ nào á. Nếu mà nói như Hà vậy thì nó sệt, nếu mà trộn vậy là sệt giống y như là cái vữa để mình chát tường á, vữa mà các ông thợ xây hay chát tường hay là trải nền nhà không? Hay là nó phải sệt hơn? Ý là chị bây giờ nó có hai phần nhá, cái gọi là cái phôi bê tông và thứ hai là cái bê tông. Không, cái chị phôi đang nói bê tông về cái plaster ấy. Cái plaster, cái plaster là do cái mục đích mình dùng nào thì cái nước của mình mà như thế thôi. Mình dùng cái đường nó sẽ sệt như cái vữa thôi. Ví dụ như là cái phôi bê tông. Nếu sệt vữa vậy là dùng máy trộn bê tông ok gì? Cái quy trình này thì em nói về cái quy trình này nhá. Tại vì nó có đất nên là nếu mình dùng máy mà khi mà nó đặc ấy nó sẽ bị bết. Đấy nên là mình đầu tiên là mình trộn lỏng ấy, mình dùng trộn lỏng cái phần mà sút cái đất sét ấy. Tức là cơ chế trực tiếp ấy. Còn đặt thì là mình trộn với máy trộn được. Đúng không? Ví dụ là mình trộn khoảng 10 kg đất với 1 lít sút. Đúng không? Với 2 ml nước. Giả sử thế, ví dụ như là 1 lít sút, 10 kg đất, 20 lít nước, mình cho vào một cái máy trộn 300 lít thì có thể mình cứ nhân lên là ví dụ mình biến thành là 50 kg đất, 100 lít nước, đúng không? Và 5 lít hóa chất. Thì với cái 5 lít hóa chất mình hòa ra 100 lít nước là mình đã biến thành môi trường của nó, là mình theo tỷ lệ hòa tan với mol, khối lượng mol linh tinh các thứ, mình tính ra pH logarit của M lớn ấy, thì mình tính ra pH cũng là 13 phẩy mấy 14 thì cũng là đủ rồi, tiêu chuẩn rồi, nhưng đừng pH quá thấp là được, pH cao là môi trường tiềm là được đủ. Sau đó mình cho vào máy trộn, mình quay cho nó khoảng 30 phút. Thì để cho nó cái việc mà cái thằng nó đã hoạt tính, nó hoạt tính lên, thường người ta hoạt tính bằng nhiệt, giống như mình người ta nung đất sét là nhiệt lên hàng nghìn độ lên để nó biến thành gốm, thành đồ gốm hay đồ đất nung cũng là hoạt tính bằng nhiệt mà thôi. Còn đây mình hoạt tính bằng hóa học là vật lý, là mình quay trộn với nhau
để cái hạt nhôm nó đang từ trơ, đang từ âm, nó sẽ giải phóng electron đi, nó biến thành dương, điện tích dương, để nó đủ tiêu chuẩn để mà hoạt, để mà đem vào vấn đề là nén phơi tiếp, để mà nó phải trộn 30 phút cũng được. Lâu ấy chứ ha, so ra cũng được, lâu đúng không, so cái này phải đủ bình thường. Thì cái này là mình sẽ cái công tác này mình sẽ làm là ví dụ như là mình sẽ trộn trước, ví dụ như là mình trộn bằng máy trộn, mình trộn cứ gom một mình trước khi mình đổ bê tông ấy, khoảng một ngày thì mình trộn trước, mình trộn ra mình đổ thành các cái phi và các cái xô trước một đấy, cứ đổ ví dụ như giả sử như ông thợ như ông Sáu chẳng hạn, ông ấy sẽ đổ như là một cưa, một hôm đấy mình đổ xong cứ dồn ra các cái phi 200 lít những cái xô bê tông đấy trước, nó cứ hỗn hợp xềnh xệt nhão nhão như cháo loãng ấy. Và đất, sau khi nó trộn xong ấy thì cái đất của nó là bình thường, là nếu mà đất sét mà chưa trộn này, để mà đất sét nó sẽ lắng xuống, nó tách nước ra và cái nước phía trên là phần trong, còn khi trộn rồi ấy thì nó là những cái hạt nó lơ lửng và nó gần như là một hỗn hợp cháo và nó không nước và nó sẽ không tách ra khỏi nước nữa đấy, mà nó có hơi có bọt một chút, tại vì nó do có sút nó hơi nhớt nên là khi mà ấy lên nó hơi có bọt, đấy là cái đặc tính của nó, màu là màu của đất. Sau khi mà mình đã trộn thành một cái phôi bê tông loãng loãng xệt xệt như cháo thì mình sẽ ví dụ mình tính khối lượng của nó, và sau khi ngày hôm sau đổ bê tông mình tiếp tục trộn, nhưng mà cái thời gian trộn nó không kịp, cái khối lượng nó không kịp thì 30 phút mình được mẻ một mẻ nó khoảng 100 lít đúng không, thì mình chứa khoảng mấy trăm lít đấy, mình chứa thành mấy cái phi đấy, thì sau đó ngày sau mình tiếp tục mình trộn tiếp để mà giảm cái việc mà chứa, thì ngày hôm sau đấy mình sẽ được cứ đổ khoảng một xô khoảng là 10 lít chẳng hạn, mình đổ ra một cái bạc lớn mình đổ ra, mình trộn thêm chấu hay rơm gì đó, hay là đất tạp hay là cát sỏi gì đó, nói chung cái tùy cái mục đích của mình là làm cái gì, làm gạch hay làm tường hay làm nền hay làm mái làm gì đó, còn nếu làm đường hay làm sân thì mình đổ luôn, mình cuốc đất lên, mình đổ luôn cái khu vực đó, mình xong rồi mình đảo nó xuống, xong mình đầm xuống là xong. Thì bây giờ mình trộn thêm cái công tác là trộn cái chất độn trơ ấy, thì là bắt đầu là mình giả sử là giả sử như là làm sân nhá, thì mình cuốc nó lên, sau đó là bắt đầu mình đổ ra, sau đó mình lấy máy cày mình cày xuống, mình đầm xuống, đấy là giả sử làm sân. Còn giả sử trộn ra vữa thông thường để mà chuyển đi chỗ khác làm tường hay làm vách, làm nói chung làm cái phần plaster ấy, thì mình trải ra cái bạc để mình lấy cái máy trộn của sơn ấy, sau đó mình đổ cái dung dịch đó vào cái đống cái độ sơ, mình đảo nó lên, hoặc mình cho một cái xô mình như đánh sơn ấy. Thế là tức là mình phải đánh bằng cái cây đánh, có cái cây đánh sơn, chứ còn nếu mà mình cho vào máy trộn, thứ nhất là cái đổ vào đổ ra nó ấy, với thứ hai nữa là nó sẽ bị bết, khi nó đặt lên đất nó sẽ bị bết. Đấy là như thế, quy trình nó là như thế, quy trình mà để sau hôm nay là kiểu là chia sẻ, còn ra thì chia sẻ thêm. Thực ra chỉ thấy trộn bằng cái que mà trộn sơn á, máy cái khoan cháy luôn á, một khi nó đặc quá. Đó là do máy của mình thôi. À không, đừng nên đặc quá. Nếu mà nó loãng quá thì nó loãng ấy, thì nhiều khi nó lại khó để làm việc á, tại vì nó bị chảy nhão ấy lúc mình chát lên tường. Nó vấn đề là do cái vật, nếu mà bình thường người ta trộn bằng đất đá thì nó rất là nặng, khi nó đặc thì nó rất là nặng, đá sỏi thì làm sao mà trộn được cái đó được. Đây là mình trộn đất thì nó mềm nó dẻo, thứ hai là trộn bằng các cái chất nhẹ như là chấu hay các thứ. Còn đá thì bó tay rồi, đất đá thì bó tay, trộn bằng cuốc xẻng thôi. Ví dụ như là một cái đống đá đó, mình đổ cái phôi bê tông như cái cháo đấy vào đó, mình đổ đảo bằng xẻng thôi, chứ còn chạm máy thì sao đảo đổ nổi. Mà thường không nói chung không trộn với đá, rồi mình sẽ trộn với đất tạp hoặc là gì đó, những cái chất nhẹ thì mình nói chung về độ loãng của nó thì nó phải đủ, nó không, nó đủ như là vữa xay thôi, nhưng mà nó khi nó nhẹ là xấu với xốp thì đảo bằng máy thì dễ. Như nói về tính kinh tế đi, thì Hà là có kinh nghiệm làm rồi ấy, thì mấy cái mà để cái mà để trộn với lại bột đất đấy, gọi là cái ion kim loại đó, thì Hà thường hay dùng loại gì là Hà thấy có vẻ kinh tế nhất? Cơ chế trực tiếp hay gián tiếp? Trực tiếp ấy. Trực tiếp thì mình dùng sút thôi, sút rẻ mà. Sút thì bây giờ là tức là NOH, nếu mà dạng bột, dạng vẩy, dạng dừa, dạng vẩy ấy, thì nó là 25.000 một ký. Cái độ hòa tan của nó là trong da mình một ký là mình được 2 lít. Hòa tan. Vì là cái độ hòa tan của nó là 0.55 mà.
Tức là được ra 1 lít, tức là nói chung 1 gấp đôi nữa là 2 lít. Thực ra thì sau đó lại hòa nước vô nữa thì mình cũng không cần nhất thiết là phải hòa đến cái độ bão hòa của nó, đúng không? Vâng, cái độ hòa bão hòa, nhưng mà đương nhiên rồi, nhưng mà để mình định lượng thôi. Chứ không mình không biết là mình cho bao nhiêu sút vào, thế đâu trước khi ấy thì mình sẽ hòa tan. Nhưng mà nếu mà từ cái pH mình thế nào? Hả? Như vậy là cái pH, cái độ pH của cái đất đấy đấy, cái lúc mà Hà nói là đo, cần phải đo pH đấy, từ mấy đến mấy đấy. Vâng. Thì cái pH đó là mình chủ yếu là mình dựa vào lượng sút và lượng nước mình châm vào, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì nói chung là là 100 lít nước ấy, thì nó pH nó cũng là gần đã là 13 phẩy mấy rồi, vẫn được 14 phẩy, gần 14 nó được rồi. Một ký sút khô ấy vậy. Vâng, một ký sút khô ra 100 lít nước thì pH của nó cũng khá là rất cao rồi. Thì nói chung là cái đấy thì dùng công thức log của tính ra pH, log của H cộng với log của OH trừ, thì cái đấy thì ai cũng biết rồi, cái đấy thì dễ rồi, kiến thức cơ bản. Còn cái thằng OH là cái thằng OH ấy, là cái hydroxit ấy, là nó là tạo ra một trường tiềm. Còn thằng NNA ấy, thằng NA trong cái sút ấy thì ra nó ít thôi, thì nó sẽ đấu nối vào các cái chuỗi đó, đấy, đấu nối vào các cái chuỗi polymer. Nó là cái thành phần, nếu mà cơ chế trực tiếp ấy thì mình cái khối lượng của cái hóa chất lên nó không cần nhiều, nó dùng ít thôi. Còn nếu cơ chế trực gián tiếp là thằng, ví dụ như mình dùng vôi ấy, thì mình phải dùng khá nhiều so với đất tạp. Ví dụ là vôi phải 90% so với đất. Đấy, đúng không? Tại vì là cái để cái ion nó giải phóng tương ứng với đấu nối, nó tương ứng với cái đất chứ. Còn cái kia là cái thằng sút, nó chỉ là môi trường, đạo môi trường thôi, thì tính ra là nó cũng rẻ thôi. Quan trọng nhất là việc mình tạo ra cái đất sét mịn, nó tốn kém thôi. Cái phần hóa chất thì sút thì nó không đáng kể đâu. Sút với cả thủy tinh lỏng, thì cái này là cơ chế thì mình nói sau, nhưng mà đại loại là thủy tinh lỏng là nó giúp cho cái việc mà hóa cứng hơn. Thủy tinh lỏng thì nó cứng. Thủy tinh lỏng là nó cũng là môi trường tiềm, thủy tinh lỏng nó cũng tạo ra môi trường tiềm. Nhưng mà cái tác dụng chính của thủy tinh lỏng là để làm cứng và chống thấm. Vì thủy tinh lỏng thành phần của nó là Na2SiO3 ấy, là cái SiO3 là nó cũng là được giúp cái việc đấu nối. Cái nói chung là cái thành phần của polymer mà càng nhiều Si ấy, thì là càng cứng. Silic thì thủy tinh lỏng nó giúp bổ sung cái, cho cái phôi bê tông nó cái thành phần Si nó cao. Còn nếu mà trong cái hành này này, cái đất của mình, của vùng nào mà cái Si cao ấy, là đất khi mà tạo ra bê tông là rất cứng. Ví dụ Lạng Sơn này 47 này. Đấy. Còn cái thằng Al, cái thằng nhôm, lá nhôm thì dễ. Nhưng cái thằng Si, cái đất cao lanh của cái vùng nào mà cái thành phần S, ví dụ ông Tân Giai có 17 thôi là thấp, là ông phải bổ sung rất nhiều thủy tinh lỏng vào. Ông Tân Giai là Tân Giai của Lâm Đồng ấy, đúng không? Ông dòng Lâm Đồng. Còn Nam Đàn 25 này. Thì cái cứng là cứng bê tông nó cứng hay không là do cái Si này, nên người ta bổ sung cái thủy tinh lỏng là bổ sung để tăng cường cái gốc của Si vào, cái silic vào. Giống như thằng DC này, đèo bảo lộc là 58 này, rất là cao này. Hoặc là đèo bảo lộc, đèo Dami thì tương tự như nhau này, hoặc là đơn dương này, cái trung Lâm Đồng này 67 đấy, đều rất cao. Thì thông thường người ta bổ sung là thông thường là 1:3, tức là sút 1/3 phần thủy tinh lỏng. Có nghĩa là nếu mà dùng thủy tinh lỏng thì nó sẽ tốn gấp 3 lần sút, vâng, so với sút. Vâng. Nhưng mà cũng không phải là nhiều. Nhưng mà mình cho thủy tinh lỏng vào thì nó giúp cho nó cứng hơn. Nhưng mà mình liên quan đến kinh tế, ví dụ như là cái dùng cái phần nói chung, nếu mà cái dùng cái phần mà mình phải cân đối thôi. Ví dụ cái phần nào mà cần phải hoàn thiện, các lớp hoàn thiện mà cần ấy thì mình cho phải cho thủy tinh lỏng vào. Như vậy về cái kinh nghiệm của Hà là Hà làm lớp plaster đó, là cái tính thở của đất là vẫn được đảm bảo, đúng không?
Đúng rồi, tại vì là cái polymer đấy là nó khi mình soi trên kính hiển vi ấy là nó vẫn có các cái lỗ chân lông, cái mao dẫn rỗng rất là nhiều, nó giống như cái hang của cái sỉ ấy, nên là cái tính thở cũng vẫn có, chứ không phải là đặc xịt như là nhựa. À, nhựa. Có nghĩa là nếu mà nó gặp nước cái là nó cũng hút thẩm thấu vô. Rồi nó thẩm thấu vô. Còn bê tông thì cũng có, nhưng mà bê tông nó đặc ít. Hơn. Nó đặc hơn. Cũng có, nó thấm ít, nhưng mà thằng này thì cũng, nói chung là cái tinh thấm, nó có tinh thấm. À. Thấm và tính thoát nhiệt được. Thật ra cái tính thấm của đất, tính thở của đất cũng đâu phải ai cũng thích, có nhiều người đâu thích đâu. Thì đấy đôi lúc nó là một cái nhược điểm, nhưng mà mình phải cân đối. Nếu mà mình muốn giảm tính thở đi thì mình sau đó mình lại quét cái mình lại tưới thủy tinh lỏng lên để nó thành cái gốc silic nó bịt kín các cái lỗ đấy lại, nó cứng, nó giúp cứng nữa. Sau đó nếu mà mình không giảm tính thở đi thì mình lại tưới thủy tinh lỏng lên cái bức tường đấy, mà nó thủy tinh lỏng thì nó chỉ thấm chừng khoảng 2 ly của từ tính từ vỏ bên vào trong thôi, nó không thấm được nhiều. Vâng, mà nó không thấm được nhiều, mà nó thấm đến một cái độ nào đó thì thủy tinh lỏng mà nó không thấm nữa. Đúng nhưng rồi. Mà nó vẫn thấm nước, nó vẫn thấm nước thì giảm độ thấm nước thì thôi. Nhưng nó không thể bịt kín các cái lỗ hết, nhưng mà nó sẽ bịt, khi nó bịt rồi các cái lỗ lớn, các cái đường lớn nó bịt rồi nó tắc lại thì nó không thể thấm được nữa. Còn các đường nhỏ hơn thì, ví dụ nó là chỉ là các cái xe ô tô lớn thì các cái hang cùng ngõ hẻm thì nó cũng không thể vô được nữa, nhưng nó vẫn, đúng không? Ừ. Đấy, cái nội dung của hôm nay nói chung là hết câu để hỏi, để thảo luận rồi đấy. Không biết các bạn nào còn thảo luận, muốn thảo luận không ta? Còn kiến thức thì còn nhiều lắm. Bởi vì là cái này thì cái buổi này mình sẽ xin lượt trải lại. Nhưng mà còn cái quy trình kiến thức hôm nay chỉ là nói thêm thôi. Nhưng mà cái kiến thức này còn rất là nhỏ nhỏ trong cái ấy thôi. Không, tại vì nói chung là chị với Hà thì cũng từng làm việc với nhau rồi, nên là thử với nhau cũng rất nhiều rồi. Thế sau đó Hà đi chuyên sâu, còn chị vẫn làm theo kiểu các cụ truyền thống. Nhưng mà cũng có những cái thắc mắc hoặc là gì đó để nâng cao. Còn ứng dụng cho nó hay không, chị nói thật là phụ nữ hay là trẻ em làm cái đất này thì đơn giản nhất là cứ làm tránh hóa chất. Ừ, đúng không? Vì là cái thằng làm đấy, cái đấy là cái khó trong quá trình mà nếu mà triển khai dùng trong cái vật đề của thủ công. Ví dụ như là làm như Hà là phải làm thành một cái đội thợ chuyên nghiệp một tí, chứ còn nếu mà không á là cái sút đó là nó ăn tay, hàng sút này vôi này đâu có. Đúng. Nếu mà dùng như chị làm chị đâu có dám xài đâu, tại vì nó ăn tay ghê lắm. Đúng rồi. Thì đấy mình lưu ý đi ba tay dưới. Mà lỡ mà nó văng vào mắt hay gì đấy là cũng nguy hiểm. Đúng rồi, phải đeo kính ấy. Vào mắt là sẽ gây ra, nếu mà nặng là nó sẽ gây ra bỏng và bỏng mắt ấy. Phải như cái ông Chiến thì Hà biết gì. Ông Chiến một cái mắt của ông, mình cứ thấy ông bị lắc lắc một mắt ấy. Hóa ra một mắt đó của ông là ngày xưa là ông bị vôi nó văng vào mắt đó, là mù một mắt luôn á. Đấy, nói xài cái đấy thì nó có tính chuyên nghiệp một tí. Phải đeo kính đấy, cái người đứng thợ là phải đeo kính ấy. Em đúng em rồi, đeo kính. Đeo kính bảo hộ. Đấy là cái nhược điểm của nó là như thế. Nhưng mà nếu mà đi vào chuyên nghiệp, đi vào ấy thì phải dùng những cái thời gian như thế thôi. Tại vì nếu mà làm theo kiểu truyền thống thì chắc chắn là nó sẽ rất lâu. Đúng rồi, nó rất lâu và nó tốn công nhiều. Thật ra là nếu mà ai cũng nắm được cái này ấy, thì mọi người ứng dụng rất là nhiều thứ. Ừ. Thứ nhất là nói ứng dụng, ví dụ như bây giờ là mình có thể tạo ra các bức tường đất mà phẳng mịn thì không nói, đúng không, mà chống thấm nước, chống tan, không bị tan rã trong nước, thậm chí là tường ngoài trời luôn, thậm chí mình làm trên mái nhà luôn cũng được, mình không nói, đúng không? Và ngoài ra là giữ được các ưu điểm của đất như là nó cách nhiệt. Ngoài ra là nếu mình làm nông nghiệp thì mình có thể làm là những cái hố máng giữ nước.
trên đồi trong vấn đề nông nghiệp, bởi vì là đồng thời là nó không như thằng bê tông. Thứ nhất là tốn tiền, nếu làm bê tông tốn tiền lắm, nếu mà mang đất khoảng cát đá lên xi măng lên đồi đồi núi. Còn lại mình chỉ mang đất sét mịn hay là mình lọc được đất sét tại chỗ, với cả mang mấy cái bao thủy hóa chất lên mình dùng, mình hóa rắn tại chỗ thì sẽ rẻ hơn. Đấy là vấn đề kinh tế. Vấn đề thứ hai là vấn đề kỹ thuật, là nếu mình làm nông nghiệp ấy, là cái nếu mà cái mương máng hay là các cái hệ thống mà gọi là cái đường đồng mức, các cái kênh mương dọc cái đường đồng mức hoặc các cái ao hồ mà chứa trên các cái trên các đồi mà làm canh tác nông nghiệp của mình ấy, mà nếu mà mình làm bằng cái này thì nó có khả năng hút thấm hút nước. Nên là giống như là mấy hôm nay là người ta có cái kỹ thuật cổ truyền là người ta chôn một cái chum đất nung ấy để mà đổ nước và để ngấm dần ấy, thì nếu mà cái này cũng tương tự như thế, nó giúp cho là cái lúc nào mình cũng trữ nước trong cái đồi và cái đồi lúc nào nó cũng được tưới tắm. Nếu mình làm một hệ thống mà gọi là mương máng dọc cái đồi mà mình bơm lên từ trên, mình chứa nước lúc nào có nước chảy thì cái đó nó sẽ ngấm. Cũng là một cái hay. Đấy là một cái hay. Còn có thể mình làm sân phơi, sân chơi, rồi sân các thứ lôi đi là hoàn toàn là rất tốt. Bởi vì là nó cái bê tông thì ngày nắng này nó bỏng rát, nó sinh bụi. Đấy, còn cái này thì nó không có cái việc đó. Rất nhiều cái ứng dụng thiết thực trong cái đời sống của một cái người nông dân Việt Nam. Còn cái vấn đề mình đang nói vấn đề nông thôn, còn thành phố thì chỉ là vấn đề thẩm mỹ các thứ thôi, vấn đề thân thiện, vấn đề đạo đức thôi. Còn cái thiết thực của nhất là cái người nông dân và những cái người mà chúng ta gọi là những người về vườn, về bỏ phố về vườn đấy, thì rất thiết thực nếu mà các bạn mà tìm hiểu về nó mà có kiến thức và ứng dụng, mà mình khi nào mình cần cái cơ chế gián tiếp. Về vấn đề kinh tế thì rất rẻ, yên tâm, cơ chế nào cũng rẻ thôi, nhưng mà tùy mục đích của nó. Và mình vấn đề là mình về vườn thì mình sẽ có công sức thì mình sẽ tự làm được, thì nó sẽ rất rẻ. Mình chỉ còn mua một ít hóa chất hay các thứ thì không đáng kể. Thì và mình phải có kiến thức thì mình ứng dụng rất nhiều ứng dụng. Đầu tiên mình thấy là cái việc mà làm đường nội bộ thôi và làm sân là cái thứ nhất, hoặc thứ hai nữa là làm mái cách nhiệt, ví dụ hiện tại mái tôn rất là nóng. Thứ ba làm tường, là mình cái tường bên trong là các bạn có thể làm tường đất hay tường gạch hay tường gỗ hay tường tôn không nói, nhưng mà cái lớp plaster finish là cái lớp phẳng mịn mà cách nhiệt cách âm được ấy, mà thì nó chỉ dày khoảng 2 ly đến 3 cm thì nó giúp. Đấy là cái phần mà chúng ta cần đến cơ chế hòa rắn trực tiếp. Thứ ba nữa là hệ thống kênh mương và hệ thống trữ nước nông nghiệp. Đấy, rất nhiều, đấy là ứng dụng. Và thứ tư là có thể làm các cái đồ dùng, ví dụ như làm bếp, đúng không? Bởi vì nó có thể chịu được nhiệt được, nó có thể là không phải làm bếp hoặc là lò nướng, và làm có thể làm bồn tắm, có thể làm bồn rửa, đó, rất nhiều, hoặc là thứ có thể ứng dụng được từ cái công việc mà hòa rắn đất này. Còn không phải không cần cái gì cũng phải hòa rắn, nhưng mà tùy cái mục đích mình có thể hòa rắn được, và khi nào mình dùng hòa rắn trực tiếp hay khi nào mình dùng hòa rắn gián tiếp. Thực ra giữa cái trực tiếp với cái gián tiếp thì chủ yếu là do nguồn lực thôi, đúng không? Thôi nghĩa là cái nguồn đất của mình như thế nào thì mình nên dùng cái loại. Thực ra có những cái câu thằng gián tiếp nó không làm được thì lúc đấy phải dùng đến trực tiếp. Ví dụ như cái gì mà gián gián tiếp làm được thì trực tiếp làm được, nhưng có những cái mà gián tiếp không làm được thì trực tiếp sẽ làm được. Ví dụ như là những cái bức tường, những cái lớp mỏng thì thằng trực tiếp không thể, gián tiếp không thể làm được, bởi vì nó phải là đất tạp dày. Cái lớp mỏng mà rất độ tinh khiết cao và độ cứng cao, độ mịn cao, những cái phần thủ công mỹ nghệ, hoặc là những cái bức tường cái lớp cát mỏng, hoặc là những cái phần. Còn kênh mương lòng đường thì chỉ cần gián tiếp thôi, đúng không? Đường đi lại kênh mương hoặc là sân phơi chỉ gián tiếp thôi. Còn cái lớp hoàn thiện nhưng là thì cần đến trực tiếp. Còn nếu mà làm lòng đường sân bằng dần trực tiếp cũng được, mình trộn thành phôi bê tông, thành trào loãng, mình trộn với đất tạp ra mình cũng được. Đấy, dán trực tiếp thì nó vấn đề là hiện nay cái việc cái kỹ thuật ứng dụng Việt Nam này chỉ mới dừng lại là gạch không nung và lòng đường là cơ chế gián tiếp mà thôi. Nên cái cơ chế trực tiếp hầu hết là ít người phát triển, và kể cả các công ty, các cái nhà khoa học mà chuyển giao cũng ít dùng cơ chế trực tiếp. Tại vì thứ nhất là nó phải liên quan đến việc tạo ra được đất sét mịn, là cái mà tốn rất là tốn kém. Cái đất sét mịn Hà đang dùng cho cái việc thử gọi là đang Hà đang làm á là vẫn là lọc ướt đó hả? Hay là lọc khô? Lọc ướt. Lọc ướt à? Lọc ướt, sau đó là mình phơi sấy, sau đó mình nghiền.
nghiền ra thành bột. Vậy là đủ cái rồi hả? Vâng. Vậy chị thấy vậy nhưng mà nó vẫn có một cái độ cát cát nhỏ, cũng không phải là mịn lắm. Đúng rồi, chưa phải mịn nhất. Thì sau đó mình là mình làm ra cuối cùng thì thực ra cái cát nó sẽ lắng trong quá trình mà quay ấy thì nó sẽ lắng lắng thôi, nhưng mà chỉ cái thằng set ấy nó sẽ lơ lửng và nó sẽ trộn cái kiềm. Nói chung là còn ít không đáng kể. Nói chung mà nếu mà gọi là trộn hôm nay trộn ngày mai dùng thì rõ ràng là cát nó lắng rồi nhỉ. Vâng, tại vì thằng cát nó trơ mà nó không có phần nguyên tiền, kể cả cái hỗn hợp đấy nó sẽ lắng xuống dưới đáy của cái xô. Còn cái thằng quên cái vấn đề là đằng nào mà chẳng phải trộn thêm chất độn thì có cát thì cũng chẳng sao. Cái vấn đề chị chỉ lo là cái vấn đề là lọc để mà ra được cái đất nó thật là mịn ấy. Tại vì lọc ra xong rồi bắt đầu lại còn phải nghiền, tại vướng cát thì chắc chắn là cái độ mịn của đất của mình nó sẽ không được mịn lắm. Thì chính thế phải lọc ướt để mà giảm cát đi. Còn sao nó nghiền thì mục đích là chỉ là quá trình trộn cho nó dễ sử dụng thôi. Còn nghiền, còn bởi khi mình hòa tan trong nước thì đất sét nó vẫn lơ lửng nó là hết rồi. Khi mà mình hoạt hóa con kiềm ấy thì tất cả đều phải hòa tan trong nước hết. Do quan niệm là mục đích là để cho nó tan trong nước nó nhanh hơn thôi. Lọc nước thì lọc cũng phê lắm. Đó là vấn đề đấy, nên là các cái công nghệ thì có, nhưng mà mọi người, hoặc là nếu không thì mọi người có thể dùng là sang cho chấu. Chấu mình đốt thành cho, một tấn chấu thì được hai tạ cho. Nhưng mà tính ra vẫn đắt, một tấn chấu ra tận cho vẫn đắt hơn so với việc lọc đất. Nhưng mà nếu mà cho chấu và cho rơm nó khác nhau à? Đúng rồi. Cái thành phần của cái chấu thì nó mới có silic và ấy, còn rơm thì nó chỉ là dạng như cellulose đốt ra, nó có một số cái khoáng ấy thôi. Còn trong cái cho chấu của hạt gạo ấy thì nó mới có là silic và nhôm. Aluminium silicate ấy. Cái alumino silicate này nó có trong cho bay, cho chấu và đất sét. Thế thật ra đất mịn thì vẫn là dễ nhất, chứ cái mấy cái kia phê hơn. Đất mịn tính ra thì lọc, nếu mà lọc khô chẳng hạn đi, hoặc là lọc ướt gì đó thì cũng hơi phê. Thế lọc khô thì đất phơi khô xong mình nghiền ra rồi rây cũng mịn lắm ấy. Thực ra là cái tài nguyên của vấn đề tài nguyên của mình đang có, chứ cái đây chị nhìn nó chỉ có khu vực Tây Nguyên, đất Ba Gian thì nó giàu, nó cao như thế, chứ còn có phải ở đâu cũng có, mà càng nước ngoài lại càng không có. Đất đắt đỏ. Đấy, vấn đề là mình, đất của mình là mình dưới chân mình có sẵn một cái nguồn tài nguyên như vàng ấy. Thì như chỗ của chị nói chung là công trình đầu của Hà, gọi là đầu không phải, nhưng mà nói chung là công trình có chuyên sâu hơn về đất một tí, thì nằm ngay trên cái mỏ đất nữa. Thì toàn bộ vùng Tây Nguyên là nó không thể hết mà, đất đỏ Ba Gian hết mà. Thì đều rất là giàu cái silic và nhôm. Chứ thấy đất đất chỉ cần là qua bên Tân Rai là thấy khác hẳn mà. Khu Tân Kém Rai hơn. Đất xấu lắm. Đấy, cái khu vực cái mé bên này là ấy. Mé bên từ biển Đa My là nó cạn rồi, xuống qua tí nữa lại cát không. Qua tí nữa hình như ra đất xám rồi, không xài được. Không xám. Còn chỉ có Đa My, Lộc Nam thôi, qua Lộc Thành thì lại là đất bắt đầu nó lai với đất Bảo Lộc rồi. Đại Lào có thứ đúng không? Ok đúng không? Nó lên đất Đại Lào, Đại Lào không phải đầu đèo, Đại Lào gần đầu. Vậy cái là cái dãy núi ngay đèo Bảo Lộc mới được. Thì đấy, nhưng trong cái bảng này người ta nói là cái lấy hàm lượng rất là cao này, ví dụ như trên Đức Trọng nhá thì không có. Đức Trọng thì là đất hòa ra nó lơ lửng như là bộ là sữa. Không có đất Đức Trọng không có. Cái khu vực Đại Lào là nó là mỏ cao lanh, cung cấp cao lanh chất lượng cao xuất khẩu mà. Đấy, tài nguyên. Thế còn không phải là dùng đất thép mà bên mình nghĩ cái đơn giản có được thế nên thì có, như vậy tùy từng vùng có. Hà dùng thử cao lanh nguyên chất trộn chưa? Em chưa.
Tại vì thực ra trong đất có hạn thì mình cũng không nên hướng lên những cây có hạn. Và nếu mà cái đất màu nó vô, nó đương nhiên nó cũng nhiều, nó cũng nhiều hơn mình. Còn cây có hạn thì... À, có hôm nào mà ghé ngang qua chỗ chị lấy bao cao lanh đi mình xài thử coi. Cao lanh ở Bảo Lộc thì bao la ti tỉ. Dùng cái đó thì hàng xịn quá. Xịn quá, trắng như là ngọc trinh, trắng trắng mút như là tuyết. Đẹp. Đẹp. Nhưng mà nếu mà xài cái cao lanh mà xài mà bình thường á, thì nó bở, nên chị đâu xài đâu. Đúng rồi. Cái tính chất của đất cao lanh nói chung, của cao cả trắng lên màu, và càng đất trắng là đất dòng ấy, tức là cái thành của nó thuần ấy. Ừ, thì nó bở, cái phần nó thành lớp nó bở. Nên là cái độ hút nước nó kém hơn so với cái đất đất thường, cái đất bentonite và đất ba lá. Đấy là cái mà cái tài liệu em đọc, tức là cái độ mà hút nước, cái độ mà thở của nó ấy, nó cũng ít hơn. Thứ hai nữa là cái độ bở của nó là cao hơn, nó cần phải có thời gian để cao hơn để mà nó có thể là tan ấy. Có nghĩa là nó độ, cả độ rời rạc ấy, em cảm giác cái độ rời rạc nó cao hơn. Đúng rồi, độ rời rạc cao. Cái kia nó bết hơn, cái thằng đất kia nó bết hơn. Nó dẻo, nó có cái kiểu dẻo, không phải dẻo, nó cũng ngang nhau, nhưng mà nó có cái độ bết, độ cái kiểu độ chắc chắc hơn. Cái đất kia nó dạng như là nó kem hơn ấy. Còn thằng đất kia thì nó cảm giác nó sờ và nó rời hơn. Nó kem hơn, nó cả thành cái khối như kiểu là một cái khối hồ. Đấy, nên là mình... Nhưng mà cái đất đó thì là nếu mà làm ông nào mà muốn làm cái tường mà độ sáng mút cao ấy, độ thoáng khí cao ấy. Nói chung là ai muốn làm vài cái gì đấy mà cần trắng tinh ấy, là xài cao lanh Bảo Lộc là đẹp lắm. Trắng, trắng mút. Thì đây là cái phần kết luận của cái tài liệu đây. Người ta nói là trong khuôn khổ phòng thí nghiệm này, các cái vật liệu ban đầu như cho đá ba gian bọt này, đá ba gian phong hóa này, đất đỏ ba gian được chúng tôi nghiên cứu và tổng hợp nên các sản phẩm không nung theo phương pháp tạo kết dính geopolymer với cường độ học cao, có khả năng đáp ứng các đòi hỏi thực tế trong vật liệu xây dựng không nung tại các vùng sâu vùng xa, các cái vùng phun trào núi lửa như Tây Nguyên, miền Trung và Tây Bắc, đặc biệt trong tương lai không xa bùn đỏ tạo nên là một tức là cái vườn phần ô nhiễm bùn đỏ ấy là nó sẽ là phần cấp bách, vì vậy cần phải xử lý các cái công nghệ xanh để giải quyết cái phần đó. Ngoài ra nước ta là một nước nông nghiệp phát triển với khối lượng chấu thải ra hàng ngày lên đến hàng triệu tấn. Đấy, cái này nếu ở miền Tây hoặc các cái vùng mà nông nghiệp thì là mình lưu ý dùng cái này cũng được. Thì nếu dùng cho chấu này liên quan chỉ có dùng cơ chế trực tiếp thôi, đúng không? Còn cái cơ chế gián tiếp thì nó rất hạn chế. Nó chỉ là một cái gì đó nó trong một cái chủ yếu làm đường và làm gạch không nung, và hiện nay thì hầu hết nói về đất hóa đá thì cũng chỉ là cơ chế gián tiếp thôi, không hiểu. Ngoài thực tế Việt Nam ta không thiếu cái tri thức, và đặc biệt trong cái điều kiện thông tin như ngày nay, nhưng chúng ta thiếu sự liên kết giữa các chuyên ngành, giữa các nhà sản xuất thường không hiểu biết thấu đáo về nguyên liệu khoáng, ngược lại những người có kiến thức về nguyên liệu khoáng lại tách rời sản xuất. Khi nguyên liệu ban đầu chưa được quan tâm sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc đầu tư xây dựng chưa trùng hợp với cái nguồn nguyên liệu cũng như chất lượng sản phẩm không cao. Đấy là cái kết luận của chính của những cái nhà khoa học mà họ đã kết luận như thế. Có nghĩa là cái việc mà cái kiến thức nó chưa phổ biến, thì bây giờ là cái việc chúng ta chia sẻ như này ấy, là thứ nhất là chia sẻ đến từng người dân, từng cái người mà đang gọi là từng người dân nhỏ lẻ Việt Nam này, thì có nghĩa là cái kiến thức nó đã được đi thấm sâu, thì cái đấy nó rất là tốt. Còn cái việc các cái nhà sản xuất hay là các cái doanh nghiệp thì đương nhiên là họ cũng sẽ phải tiếp cận, họ sẽ có những sản phẩm nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nếu mà từng cái người dân mà cũng tự sản xuất tại vườn của nhà mình lấy, hoặc là làm canh mương hoặc làm sân các thứ thì nó rất là tốt. Nên là mọi người cố gắng là ứng dụng cũng như là đi tìm hiểu thêm. Rồi ok thôi, chúc mọi người ngủ ngon thôi. Rồi bye bye nha. Rồi bye bye.